cháu Nhung. À, hạ không có. Ok đúng chị rồi, Mai Thanh. Vũ ơi đúng rồi chị. Em có bộ màu tím cho em này, hôm trước em mặc em thiết kế đấy. Thì em có nói với các chị mà em đưa cho hai thợ may. Em đưa cho một thợ thì đứng để mặc để làm mẫu cho các chị. Và một áo này là em may trơn để mặc đi lễ. Hôm qua em mới mặc đi lễ xong hôm nay em lâu xuống cái mặc này các chị. Trời em thích lắm. Em thích mặc màu tím thì vô cùng luôn đó. Đúng là mùa vọng là mặc màu tím là đúng chuẩn bài luôn đó các chị ơi. À và em mặc là chất phải siêu diamond nha. Màu của em mặc là màu tím than. Giá là 160.000 một áo các chị ơi. Alo alo. Chị nào lấy thì các chị lấy nha. Hôm nay chuyện được những gì về mấy vàng. Dạ chị Thủy Tiên Hương, khi bên em gọi chốt đơn chị kêu bạn lấy thêm cho chị nha chị. Đưa cái lô đó trước luôn. Quần là bên em cứ cắt 2 mét thôi nha các chị ơi, chứ bên em không có cắt quần mét mấy đâu nha. Em cứ bán một áo là 160.000 là 2 mét. Các chị may nguyên bộ thì các chị lấy 2 áo, còn các chị lấy quần không thì các chị cũng lấy 2 mét luôn. Quần em mặc cũng là siêu diamond luôn, giá là 160.000 cũng 2 mét luôn chứ không có cắt lẻ đâu nha các tình yêu nha. Quán Bình Minh tím than. Chị nào lấy tím than, ngọc phấn tím than. Đưa siêu diamond hàng màu trơn của tím than chị mặc ở đây nào nhỏ. Chị nào lấy bộ thì comment giúp em hai áo nha chị ơi. Mi Hoa tím than, Nguyễn Dung tím than. Hai được đúng không? Ba chị. Cho chị. Dạ đào đỏ, đào đào xám, đào kem bên em đều còn nha chị ơi. Nguyễn Ngọc Hường tím than. Các chị ơi, các chị mua trên livestream đi. Giá có 220 thôi. Các chị mua sau live nó bán toàn 250 300 ngàn còn với không đó. Em đặt cho em số được 1.000 áo này em sẽ tặng quà cho các chế nhà mình đó. Chốt đơn cho em giá 160.000 nha các chị ơi. Chốt đơn cho em nhé. Bây giờ mà các chị vẫn còn mua đào à? Ừ. Nguyễn Mai Hương tím than. Bích Thủy tím than. Giờ chốt có chốt đi các chị thích thì các chị chốt không em vô em hay cái em ra em lượn phát một bán thêm khoảng chừng 500 áo nữa là nghỉ luôn. Dạ đào đỏ và đào kem bên em đều còn, chị nào lấy thì comment em chốt luôn nha chị ơi. Em vẫn còn đang để ở đây em chưa có mang về nhà các chị. Nguyễn ơi. Thị Kim Loan đào đỏ tím than cho em nha, chị nào lấy thì các chị chốt tím than cho em. Quần em mặc là màu da, chị nào lấy thì các chị lấy luôn đi các chị. Quần em mặc rất màu em mặc Nhật Anh tím than lắm luôn đó. Các chị biết hôm qua em mặc đi lễ mà trời ơi em còn bảo ủi sao không nhận cái màu này mặc nhìn người nó nhỏ xíu vậy ta. Thật sự đi Mai Nguyễn xét đào cam. Quỳnh Nguyễn hai vải áo mẫu mặc đào cam là cái gì mà nổi nghe một lần đào, cam đào kem đưa cái màu da chị mặc ở đây luôn nhỏ ơi. Ok chị Ngọc Hà Trần đào đỏ và đào kem. Giá cho em hàng món tím than hai áo. Em còn ít lắm ấy, không có còn nhiều tím than đâu. Hải Vân một tím than, một quần kem. Tammy Nguyễn xếp mẫu mặc. Đây, cái quần em mặc này. Cái quần này em nói với các chị hả? Rồi, em mặc biết bao nhiêu áo của siêu diamond luôn á. Tuyết Nga Lê, 2 set đào đỏ, 2 set đào đào kem. Mày đọc đào kem đi mai. Cho mày lên đường bây giờ. Để mà đào kem, kem ở đâu mà có. Có đào kem và đào đỏ thôi. Nha Phạm tím than. Phượng Lương tím than. Liên Ngọc tím than. Quốc Vân tím than. Tím than còn đâu mà mấy đứa ơi. Ở trên kho thì hết rồi đấy. Ở dưới kia là hết rồi đấy. Coi bên đấy coi còn bao nhiêu là bán bấy nhiêu. Cát Tiên một set mẫu mặc. Không có về hàng đâu nha. Trần Uyên một set mẫu mặc. Yên Yến vải áo mẫu mặc. Trang Nguyễn Anh vải áo mẫu mặc. Một tuần nữa. Lan Hòa một set mẫu mặc. Mà
thôi là hết trong một nốt nhạc đó các chị ơi. Giá 160.000, 320.000. Ni Nguyễn tím than. Đó các chị ơi, không có cần phải màu mè cầu gì, không có cần phải hoa văn, không có cần phải gì hết. Chỉ cần một bộ mày trơn cho em thôi là đủ đẹp rồi. Và đặc biệt bộ tím than là nó trước cho các chị nha. Chỉ có một bình nhà tố pháo thôi. Nha Phạm tím than. Giá cho em 160.000 một áo các chị ơi. Chia sẻ livestream cho em nào các chị. Tương tác chúc em với nha. Phúc phúc đào kem. Thi hàng trần xếp mẫu mặt. Khi nào lấy thì các chị chốt nha. Giá cho em 160. Hà Thanh xếp đào đỏ. Phan Hằng đào đỏ và đào kem. Cù Thị Hồng phấn xếp mẫu mặt. Các chị ơi, đào là các chị mua sau like là em vẫn cứ bán 250.000 một áo nha các chị nha. Tuyết Nha Lê tím than 500.000 một quần và 500.000 một bộ các chị. Nguyễn Hoàng Đạt đào kem. Nhớ chia sẻ livestream cho em với nè các chị ơi. Rồi này sao đây Hạnh ơi? Mấy cái này em còn hàng hôm qua em bán giá 150. Dung Kim Nguyễn tím than. Nhưng mà mấy cái hàng này nó chỉ còn một áo, hai áo thôi các chị ơi. Cho nên em sale luôn cho các chị giá 4 nha. Em sale luôn cho các chị giá 4, giá cho em 100.000. Tím than em có một khúc 3m2 và một khúc 3m7. Chị nào lấy thì comment giúp em ạ. Dung Diamond set tím than. Dạ đúng rồi, màu em mặc. Thiên Hương Bùi set tím than. Hương đang này mấy đứa ơi, chỉ còn Hương đang nào. Tím than. Em chốt cho chị rồi nha chị Hằng mỏm. Trần Như Ngọc đào kem. Mai Đỗ tím than 3m7. Còn có 3 áo tím than là hết thôi. Quy Hoàng đang xếp mẫu mặt. Còn 2. Trương Huyền 2 tím than. Hết luôn. Giờ chỉ còn khúc 3m2 thôi. Rồi cái này là hết đúng không chị? Ghi Đông tím than 3m2. Cái này này hôm qua em bán giá 150. Hà La Lê 1 cuộn kem. Nhưng mà em nói cho các chị nghe này ạ. Cái này mỗi màu em chỉ còn có bằng này thôi. Cho nên em sale cho các chị giá 100.000 nha. Cho nên em sale cho các chị giá 100.000. À còn một áo tím than này. Ở trong kia, trong kia còn không? Đổ mấy cái bịch kia ra luôn kìa. Trong kia còn không? Còn cái này quý than thì nhặt trước đi. Rồi bên trong kho trong kia kìa có còn không? Màu này các chị chốt cho em là màu những cái đầu bấm cửa xuống đây. Xuân Thúy Phạm tím than. Hạnh Mai đào đỏ và đào kem. Màu này các chị chốt em dư gan nha, em còn 3 áo sale các chị giá 100.000. Kim Hori dư gan. Còn 2. Tím than em hết rồi nha các chị ơi. Các chị muốn mua hàng tím than nữa là vui lòng đợi giúp em thêm một tuần nữa nha mấy chế ơi. Hết sạch sẽ luôn còn ngày Quyên nào. Quên đi Nguyễn dư gan. Trâm Anh Trần dư gan. Rồi tiếp nè, những cái hàng mà màu đặc độc quyền nhà mình ấy bỏ lên bán thôi. Xám em còn một áo luôn, sale các chị giá 100.000 luôn này. Chị nào lấy thì các chị chốt xám cho em này. Dưa gan em hết rồi nha các chị. Màu này các chị cho em là màu hồng son, em còn muốn luôn, chốt đơn giá 100.000 luôn các chị ơi. Chốt đơn cho em giá. Ok chị Hải My. Hồng son cho em 100.000 luôn. Và cam cho em 100.000 luôn. Mấy hàng này là em đẹp. Mình chuyển xám luôn á. Tập trung vào mua. Winnie Nguyễn Hồng Son. Vài áo mẫu mặc bên em hết rồi nha các chị ơi. Trang Nguyễn Hồng Son. Hà Thanh Hồng Son. Hạnh Nguyễn Hồng Son. Cho em là Phan Coban giá 200.000 giảm luôn còn 130.000. Chị nào lấy thì các chị chốt Coban 130 cho em và vàng đồng 130 cho em luôn mấy chị ơi. Lý Thanh Hiền cam. Cô ban 130 và vàng đồng 130 cho em luôn nha. Mình chuyển sang cô ban. Tím than em hết rồi nha các chị. Màu em mặc hết rồi các chị ơi.
các chị đi kiếm không bao giờ có. Tại vì hàng này em đặt cho các chị đúng 7 cây, em bán hết đúng 7 cây là sạch sẽ luôn. Em hết sang cô ban, em chỉ còn vàng đồng thôi nha chị. Về nữa thì vui lòng chờ giúp em nha. Chị tư tư mắm em chốt vàng đồng cho chị nha chị. Rồi, không có kịp đâu các chị. Rất là muộn luôn á. Rồi bán cái này mới đẹp tuyệt vời lắm mà trời. Không mua. Thi hành trần vàng đồng. Còn đúng bằng này thôi đúng không? Đặt cái khu này. Phương đăng vàng đồng. Ngoài các chị này. Hôm qua em có nói này, hàng này chua ngày hôm qua em bán các chị giá 180.000, các chị mua đi. Thì thứ nhất, đây em cho các chị xem cái hoa này. Ai đã từng mua hàng thì các chị sẽ biết nha. Ai bán cho các chị giá 179.000 trả lại cho em. Chị nào mà bèo lắm nha, em nói dùng từ gọi là các chị mua được với giá gọi là ưu đãi lắm á, là đã là 190.000 một áo rồi. Nhưng cái quan trọng nhất là mấy cái màu này của nhà em là màu mới, mà em tính các chị giá có 180.000 một áo thôi. Còn đâu Hạnh ơi, có một ngày thôi đúng không? Mua ngày hôm qua chốt thật vẻ luôn. Cho em là củ hầm sang vô cùng. Giá đúng 180.000 cho các chị. Chỗ này em còn khoảng chưa tới một chục áo là thật vẻ luôn. Một cây hàng luôn mấy chế ơi. Em nói đẹp là đẹp, đẹp tuyệt vời. Cho em củ hầm giá 180 nha. Giờ em hết áo tím than lấy đi vô em thay cái áo lụa mai xuân nhà em mới về nhà các chị kìa. Em có bán các chị hôm nay em đang lên áo rồi kìa. Tí mặc nữa thôi đừng hỏi nữa nha. Không còn bao nhiêu nữa đâu nôn á. Có sắc chưa? Thẩm mỹ trang phạm của hành, Lương Kim Phượng của hành, Thái Hằng Đinh của hành. Củ hành 180 cho em nha. Chị nào lấy thì các chị chốt củ hành cho em. Không đẹp không lấy tiền luôn mấy chế ơi. Tí Mai Nguyễn của hành, Trần Thu Hà của hành, Thảo Lê của hành. Còn 3 củ hành là hết. Nguyễn Hoa của hành. Còn 2. Phương Nguyên của hành. Còn 1. Xuân Nguyễn Thi Kim của hành nữa. Em hết của hành nha các chị đây ơi này. Cái màu này mới là đẹp nè các chị. Sang lắm luôn á. Chị nào lấy thì các chị chốt cam sữa cho em. Giá tính các chị chụp chốt trực tiếp trên livestream cho em đúng 180.000. Mua sau live em bán giá 220.000 một áo nha các chị nha. Củ hành em hết rồi nha các chị ơi. Các chị ơi cho em là cam sữa. Chị nào lấy thì các chị chốt cam sữa cho em. Giá cho em 180.000 một áo thôi nha. Cái này là nó mới về của ngày hôm qua ấy, là ngày chủ nhật. Em chưa có kịp may các chị ơi. Em chưa có kịp may ấy, chứ em mà may em nói các chị hỏi thôi luôn á. Dạ chị Thúy Anh Ngô, chị nhắn bên Messenger bên em cho chị thông tin nhà may nha chị ơi. Cam sữa cho em nha, áo này Mai Hồ cam Mai sữa Uyên may đó các chị. Phương Nguyễn cam sữa. Ti Mai Nguyễn cam sữa một set. Thế là lấy cho chị cái quần siêu diamond màu màu gạch đấy mới là đúng. Chị nào lấy thì các chị chốt cam sữa cho em. Giá cho em 160.000 một à xin lỗi 180.000 một áo. Còn quần em lấy cho chị quần siêu diamond là giá còn có 180 thôi các chị ơi. Tâm Tâm cam sữa, Hồng Diệu cam sữa. Này Hạnh lấy cho các chị đi, Tú đi vô, Tú thay cái áo lụa mai xuân cái là ra các chị hỏi thôi. Hà Thị Vân cam sữa. Màu em mặc hết. Hoài Sơn cam sữa. Lấy cho các chị. Dạ ok chị Bùi Nguyệt. Gia Huy cam sữa. Cam sữa giảm 180 nha chị. Hoa sen trắng cam sữa. Cam sữa nha các chị ơi, 180 vải áo nha các chị nhé. Tiền đó, tiền. Tiền. Ý có ủ ra đó phía. Ý có ủ ra đó phía. Cam sữa giá 180 nha chị ơi. Màu tím than mẫu mặc em hết rồi ạ. Cà phê nha các chị nha. Giá là 180 nha các chị ơi. Màu nâu này đẹp lắm các chị. Cà phê và cam sữa nha các chị nha.
Chị nghi đông chị lấy trắng của vải nào nha chị ơi. Mới hôm qua kia bạn mua đi, em không có còn bao nhiêu đâu. Lan Phạm nâu cà phê. Kem sữa đẹp vậy không may hả? Giang Châu Võ nâu cà phê. Kem sữa đẹp như vậy không lấy hả? Tiên Dương nâu cà phê. Ôi là trời, quá trời quá đất ổn với các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt. Màu này không phải màu nâu cà phê đâu mà là nâu cacao mới là đúng. Giá cho em 180.000 một áo các chị ơi. Như Nguyễn nâu cà phê. Nâu cacao cho em mấy áo tổng là mấy bốn đúng không? Đúng. Giá cho em 180. Thôi Nguyễn Minh cam sữa 1 set. Cathy Lê cam sữa 2 áo. Em nói không lấy, đềm để em may nha. Xuất sắc luôn ấy. Súp lơ cam sữa. Ok chị Nghi, ok chị Nghi Đông. Thẩm Mỹ Trang Phạm nâu cà phê. Lụa em mặc là lụa Mai Xuân, hôm qua chị em có bán cho các chị mà các hoa ấy. Hàng Nguyễn cam sữa. Em hồi trước người ta gọi là lụa xuyến chi các chị. Mai Nguyễn cam sữa. Họ gọi là lụa Mai Xuân. Ngân Hoàng nâu cà phê. Đỗ Lan nâu cà phê. Đừng có tiếc nha. Lê Hiệp cam sữa. Thật sự luôn á, đừng tiếc nha. Đẹp vô cùng đẹp luôn á. Chất vải ở ngoài đi rồi mới biết nó đẹp như thế nào luôn. Cam sữa cho em, nâu cà phê cho em. Giá cho em 180.000 một áo thôi các chị ơi. Nhân Nguyễn Anh nâu cà phê. Nên sao có 90.000 một mét vải để mét giá. 90.000 một mét vải à. Có nhiều nhận gì đâu các chị. Mặc 3 năm sau vẫn còn nhìn thấy em. Vải thú mặc giá 180 luôn. Còn có bằng này thôi đưa đây. Bạch Yến Nguyễn Thi 2 vải áo mẫu mặc và 2 cam sữa. Hiền Sơn cam sữa. Mỹ Loan Phạm cam sữa. Kim Nguyên cam sữa. Vũ Minh Lan cam sữa. Đây, màu em mặc em còn đúng bằng này bán các chị thôi nào. Đúng chuẩn màu hồng cánh sen. Hồng nương nâu cà phê. Giá cho em 180.000 một áo. Chắc phải là lụa Mai Xuân đấy các chị ơi. Này, nói nghe nè. Không đẹp, không lấy tiền luôn á. Xuất sắc luôn, có nhiều màu đẹp lắm. Ly Ngô nâu cà phê. Đơn này nào em chốt này đó, em không dồn đơn nha chị. Lệ Lê cam sữa. Nghĩ làm sao mà cái màu như thế này mà các chị chơi. Khang Huy nâu cà phê. Đoàn Hồng cam sữa. Huỳnh Uyên cam sữa. Phụng Thái vải áo mẫu mặc. Em bán sau lai hàng này em bán 220.000 một áo cho các chị nha. Em không có bán rẻ đâu các chị ơi. Hàng này dạ có nha hàng, chị Hồng Móng. Hàng này của em gọi là hàng cực kỳ chất lượng luôn á. Áo chị mặc mấy áo lắm. Một áo chị. Cathy Lê 2 vải áo mẫu mặc. Lê Hiệp vải áo mẫu mặc. Một. Phạm Nga vải áo mẫu mặc. Trịnh Thị Thắm đâu cà phê. Hana Lê nâu cà phê. Cái này khỏe và đẹp cam sữa và nâu cà phê. Màu này mà các chị mặc cho em quần màu da của siêu diamond này là khỏi cần phải bàn luôn đi. Các chị không sang em không lấy tiền luôn á. Giá 180.000 một áo. Vải áo mẫu mặc em hết rồi nha các chị ơi. Giá cho em 180.000 một áo nha các chị nha. Không. Cái hàng này này, còn màu khác đưa đây tôi thế nè. Em còn màu vàng này, màu xanh lý này. Đấy các chị, đẹp lắm. Em có mấy màu, em không có nhiều màu đâu các chị ơi. Đây hồi trước ấy, thì gọi là lụa xuyến chi. Nhưng mà cái chất vải này, cái cốt vải này là giống cái cốt vải mà em bán các chị lụa cúc đại đoá các chị ơi. Và ở bên này họ gọi là lụa Mai Xuân nha. Giá cho em 180.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em. Ồ cái này các chị mà mặc quần trắng nè. Các chị mặc quần trắng nè. Các chị mặc quần đen nè. Các chị mặc quần cùng tông nè. Dạ ok chị Hằng Móng. Nói chung là màu gì cũng đẹp. Lê Ngọc nâu cà phê. Tính đồng giá 180 chị, hết. Chị khỏe và đẹp là em có chốt cho chị hai màu đó rồi nha chị ơi. Các chị ơi. Không có bớt được một đồng xu nè. Các chị cuối năm rồi. Em chẳng lời được bao nhiêu đâu các chị ơi. Chi phí cực kỳ cao luôn á. Chị nào lấy thì các chị chốt sang lý cho em nha. Chị nào chưa mua thì nhớ lấy cho các chị. Không đẹp đâu, không lấy tiền mới chế cho mình đâu. Chị nào lấy thì các chị chốt sang lý cho em. Giá cho em 180. Em có vàng cúc và hôm nay em bán cho các chị thêm đỏ đô nữa. Chứ hôm rồi em bán chưa có bán một đỏ đô. Đây
Nguyễn Thảo Xanh Lý, Hằng Nguyễn Đâu Cà Phê. Chị lấy màu nào thì các chị lấy. Em có đỏ đô và em có vàng cúc luôn, giá cho em 180.000 một áo các chị ơi. Nhưng mà không phải là có thể nhiệm nâu cà phê. Anna Dương một cam sữa một nâu cà phê. Ánh Ngân Xanh Lý. Dạ em chào chị Nguyễn Dung. Đào Hoàng Lan đỏ đô. Nguyễn Thị Tâm Xanh Lý. Em có vàng cúc. Hoa Võ Xanh Lý, Võ Thảo Xanh Lý, Trần Tuyết Xuân Xanh Lý. Em có vàng cúc, em có đỏ đô luôn các chị ơi. Chị nào lấy chị khỏe và đẹp xanh lý. Châm Trinh xanh lý. Nguyễn Hoa vàng cúc, Trần Nguyên vàng cúc, Phụng Thái vàng cúc. Giá cho em 180.000 một áo. Nguyễn Thị Tâm xanh lý. Nhận vải không đẹp khỏi cần trả tiền cho em luôn. Hoàng My đỏ đô. Cần phải nhiều đâu các chị, chỉ cần các chị mua một áo thôi, các chị mặc là xứng đáng đồng. Thúy Mai vàng cúc xanh lý và đỏ đô. Này mà chụp hình đồng phục là hơi đẹp luôn. Xuân Nguyễn Thị Kim đỏ đô. 180 cho em nha các chị ơi. 180.000 một áo nha các chị nha. 180.000 một áo. 7 áo mẫu mặc bên em hết rồi nha chị. Em chốt màu cho chị em mặc hết rồi chị ơi. Bạch Yến Nguyễn Thị đỏ đô 2 áo. Đỗ Thu nâu cà phê. Hồng Hạnh Phạm xanh lý. Diễm Lê một nâu cà phê một xanh lý. Thúy Anh Ngô đỏ đô. Hà Thị Vân đỏ đô. Út Nga đỏ đô. 180 cho em các chị ơi. Huệ Huỳnh xanh lý. Màu em mặc hết rồi. Không phải Phạm dư một view đó bọn. Đó, màu em mặc các chị. Phạm Nga đỏ đô. Lê Thúy An đỏ đô. Tú Trinh nâu cà phê. Phương Thúy Nguyễn nâu cà phê. Cái Thị Dung nâu cà phê. Đỗ Nữ xanh lý. Hoàng My đỏ đô. Một cái màu nâu cà phê và màu đỏ đô như một bill. Màu này gọi là màu gì ta? Màu này gọi là màu cam cam sữa. Màu cam sữa nào bị ếm lạ lùng. Ly Nguyễn xanh lý. Hà Vi đỏ đô 2 áo. Quá trời quá đất xuất sắc luôn. Nghĩ là sao vậy mấy chế ơi. Mặc không đẹp phải cần trả tiền cho em không? Em nói các chị ở lưng gì đâu mà nó phẳng lì luôn. Mặc rất là ôm và dễ chịu cực kỳ luôn nha các chị nha. Đẹp mặc có độ co giãn nha các chị ơi. Khoe nha, không thích thì khoe luôn cho nhanh gọn lẹ là nhớ nha. Mua sau like là bán giá 220.000 một áo đó mới kêu. Không có ăn khỏe đâu. Rồi tiếp cho chị này. Hôm nay qua còn này. Còn nằm đó là lấy đúng không? Ôi trời. Rồi tuyệt đơn cái áo này mặc ngay và liền dễ. Lê Hiệp một xanh lý một vàng. Thúy Hương Lê cam sữa. Trinh Nguyên vàng cúc. Vũ Minh Lan đỏ đô. Đinh Huyền cam sữa một xếp. Chị muốn phối cuộn khi bên em chốt đơn chị báo bạn cắt thêm cuộn cho chị nha chị, khỏe và đẹp. Đẹp lắm các chị ơi. Săn lá. Phạm Ngân Hà một vàng cúc một cam sữa. Săn lá cho em nha, chị nào lấy thì các chị chốt săn lá cho em, giá cho em 180.000 một áo màu gì màu gì vậy. Đặng Tuyết Hương vàng cúc. Săn lá 180 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt săn lá cho em các chị ơi. Nguyễn Hồng em xanh lý. 180.000 một áo. Anna Nhung xanh lá. Cathy Lê 2 áo xanh lá. Nhi Quan Trần xanh lá. Bùi Cát Vân xanh lá 2 áo. Nhìn khúc vải của em bán đồng tiền bát gạo luôn mấy chế ơi. Thật sự luôn. Nhìn khúc vải của em bán đồng tiền bát gạo luôn. Nương xanh lá 2 áo. Tô Nở 1 xanh lá 1 xanh lý.
Đào hoàng xanh lá, khỏe và đẹp xanh lá. Quá đẹp luôn rồi. Hạt nó đang mặc xanh này. Đang mặc cái màu gần giống với các chị. Trời ơi, đẹp tuyệt vời luôn. Năm nay các chị ông sắm mấy màu này các chị mặc. Lê Nguyễn xanh lá, Vũ Minh Lan xanh lá, Phạm Thị Lệ Thủy xanh lá, Trâm Nguyễn Anh xanh lá, Tuyết Nga Nguyễn hai áo xanh lá, khỏe và đẹp xanh lá. Trong 80 ngàn một áo nha các chị ơi. Bán đúng trong livestream ngày hôm nay nữa thôi. Mai mặc là bán giá 220 ngàn. Chị nào lấy thì các chị chốt tặng lái cho em. Quá trời đẹp luôn. Hàng móm xanh lá. Co giãn các chị cứ nhận ở ngoài đi. Em nói không đẹp khỏi cần mua hàng của em nữa nha. Đặng Tuyết Hương xanh lá của em nữa luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt xanh lá cho em. Giá cho em là 180 ngàn một áo. Hoa Lê xanh lá, Thanh Hương xanh lá, Thanh Diệp xanh lá. Ôi mặc không khác gì tơ tằm luôn. Trang Minh xanh lá. Tơ tằm mà tơ tằm Hồng Kông, tơ tằm xịn chứ không phải mấy cái tơ tằm bình thường kia đâu mấy chế ơi. Nè khúc vải cầm lên này xuất sắc chưa. Mặc cái này mà gỡ mà nhờ tới những chuyên gia mà chụp hình nữa em nói các chị không không giống như là mấy model nữa thì thôi luôn á. Chị nào lấy thì các chị chốt xanh lá cho em, giá cho em 180 ngàn nha. Rồi cho chế cái màu này luôn đi. Xuân Thu xanh lá. Chị nào mà chưa mua mấy áo này của em ít nhất bèo lắm các chị phải mua một áo để các chị mặc thử xem với cái vải như thế nào. Từ đến hoa văn cho tới màu sắc không có chê một nét nào hết đâu các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt hồng tím cho em. Trời ơi cái hoa nó duyên lắm lắm luôn á. Hồng tím cho em nha. Chị nào lấy thì các chị chốt hồng tím cho em. Giá cho em 180 ngàn một áo. Phạm Quyên xanh lá, Kim Anh xanh lá. Ở đây còn hay là ở dưới còn hay là có bằng này thôi hả? Dạ dưới còn 3 lá. Chị nào lấy thì các chị chốt xanh lá cho em nha. Mình đưa cái áo này đây đưa cho gì đấy. Nó đi về ăn cơm nó đưa liền vô cho Phong mai. Trưa ngày mai là em có cái áo em mặc cho các chị luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt xanh hồng tím cho em giá 180 các chị ơi. Kim Nguyễn hồng tím, Hoa Cát hồng tím, Phạm Thảo xanh lá, Dung Phạm hồng tím, Thi Nguyễn hồng tím, Ly Nguyễn hồng tím, Nhung Nguyễn xanh lá, Nguyễn Phi xanh lá, Thúy Khôn xanh lá, Hàng Đoàn xanh lá, Đoàn Hồng hồng tím, Trâm Nguyễn Anh hồng tím, này mà mấy Vũ Minh Lan hồng tím. Treo ở tiệm của các chị vô khách nhìn thấy là bắt mắt liền, vô là chốt đơn liền tức thì luôn. Hoài Sơn hồng tím. Các chị ơi em không có thời gian, khi em mà có thời gian em nói thợ đứng pha lê ở những cái viền cổ, viền tay này là các chị mặc rất là sang luôn. Nhưng mà tại vì đa số em may là cứ may em đi ăn liền ấy, cho nên là không có thời gian để đứng thôi. Chị nào lấy thì các chị chốt hồng tím cho em nha. Tâm Huynh xanh lá, 180 ngàn một áo. Bích Nguyễn hồng tím. Nhận vải không đẹp khỏi cần trả tiền cho em. Nguyễn Thị Nhi Thanh hồng tím, Liên Ngọc xanh lá, Nhung Bùi hồng tím, Nhà Mai Tươi hồng tím. Hồng tím cho em giá 180 các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt hồng tím cho em. Giá cho em 180 ngàn một áo nha các chị nha. Tâm Hà hồng tím. Chị nào lấy thì các chị chốt hồng tím cho em. Giá cho em 180 các chị ơi. Nguyễn Linh hồng tím. Trời ơi, sao vậy như thế. Trần Liên hồng tím. Nó đẹp kinh hoàng luôn. Cà rốt Trần hồng tím. Mề lắm. Mề mấy cái đàn hồng hồng tím. Chị nào lấy thì các chị chốt hồng tím cho em. Giá cho em 180 ngàn một áo. Các chị ơi chớ chia sẻ livestream cho em với nha các chị nha. Tương tác giúp em với các tình yêu ơi. Chị nào lấy thì các chị Hoàng chốt Trên xanh lá. Còn màu này nữa này, bán thêm cho các chị một màu này nữa thôi nha. Không bán nhiều đâu các chị. Rồi. Bên em liên lạc lại chị nha, chị Nguyễn Cần. Vài áo mẫu mặc bên em hết nha các chị ơi. Đây em bán thêm cho các chị đúng một mẫu này, màu này nữa thôi. Cho Tú cái sô đen màu xanh kia đi hẳn ơi.
Hoàng Thùy hồng tím. Cho em là xanh lý nhẹ. Ở ngoài kia thì à, ở phía ngoài ấy nhà mình gọi là màu ngọc ấy, nhưng mà màu này gọi là màu lý. Đó, ngay chân đó. Sao những cái màu kia ở trên xào có không mà sao không thấy treo lên cho chị vậy? Nguyễn Ly hồng tím. Ừ, màu đó mới đúng. Màu này khác rồi, đưa màu đó thôi đây. Dạ ok chị Nguyễn Cẩn. Đây lấy nguyên bộ này cho em là cái. Thu Vân hồng tím. Ôi là phải chuột biết hết. Lấy set thì đắng nguyên set cho em nha. Đây là chất vải siêu diamond, giá là 160.000 một áo. Một áo là các chị may được một quần. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em là xanh ngọc, giá cho em 180.000 một áo. Xanh ngọc 180 cho em các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt xanh ngọc cho em. Cũng giống như cái màu em mặc, mỗi lần em mặc là em mời các chị. Em ít nhất là tiêu chí của em phải bán cho các chị được nửa cây, hai em phải bán hết cây, chứ ai đời bán được có vài áo. Lê Lộc hồng tím. Xanh ngọc 180 cho em các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt xanh ngọc cho em nha. Giá cho em là 180.000 một áo. Chị nào may nguyên bộ thì vui lòng đắm giúp em là xanh ngọc xét. Em sẽ phối luôn quần cho các chị rồi tính tiền luôn. Chất vải quần là chất vải siêu diamond nha. Mặc như vậy mới xứng đáng đồng tiền bát vàng đó các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt xanh ngọc cho em. Ngọc 180 cho em nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt xanh ngọc cho em. Giá cho em 180.000 một áo nha các chị nha. Lỡ Duyên hồng tím. Xanh ngọc 180 cho em. Chị nào lấy thì các chị chốt xanh ngọc cho em. Chị nào lấy đào da, đào da, đào đỏ thì các chị lấy đoàn hồng nha. Xanh ngọc. Ngọc điệp xanh ngọc một set. Quá đẹp luôn đấy chị. Một set là 340 nha chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt xanh ngọc cho em. Giá cho em 180.000 một áo, 340.000 hàng hoa xanh ngọc. Hết rồi, mặc ít nhất vài bộ đồ đẹp đẹp chứ mấy chết. Lý Nguyễn xanh ngọc xếp. NM Ninh xanh ngọc xếp. Nguyễn Bảo xanh ngọc xếp và một hồng tím. Nguyễn Nga hồng tím. Lê Ngọc Diệp xanh ngọc. Đào da bên em còn, chị nào lấy thì cầm bên em chốt luôn ạ. Giờ đi vô thay cái bàn áo đào nữa hả các chị? Vẫn còn đem để đây. Thuần Nguyễn đào da. Chưa có mang về nhà. Chị nào lấy thì các chị chốt xanh ngọc cho em. Giá cho em 180.000 một áo, 340.000 một bộ nha các chị ơi. Rồi mẫu này khuyến mãi thiết kế luôn này. Mua để dành cũng còn đẹp luôn, chứ đừng nói đâu. Này Nguyễn Hồng một chị... hồng tím một nâu cà phê. Chất này em bán các chị là chất lụa nhập nha. Trời ơi sang lắm. 120.000 một áo các chị ơi. 120.000 một áo. Hà Vi Nguyễn xanh ngọc. 120.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt đen trắng cho em. Nguyễn Hồng thêm một hồng tím. Đen trắng 120 cho em. Chị nào lấy thì các chị chốt đen trắng cho em. Giá cho em 120.000 một áo cho các chị ơi. Công nhận năm nay tự nhiên đến giờ này thì các chị ngưng hết mấy cái hàng lụa này. Nhưng mà phải nói là mấy cái đẹp lắm mới em lấy về bán cho các chị đó. Chị nào lấy thì các chị chốt đen trắng cho em. Giá 120 nha. Một phần tím nữa đúng không? Chị Trang Minh đen trắng. Mai Nguyễn đen trắng. Mua sau like vẫn bán giá 120. Chị nào lấy thì các chị chốt đen trắng cho em. Mặc cái quần trắng của em thôi. Đen trắng 120 cho em nha. Chị nào lấy thì các chị chốt đen trắng cho em. Giá cho em Sang Huy Nguyễn đen trắng một áo các chị ơi. Lụa này nó không phải như lụa em vẫn bán các chị mấy hàng lụa mà các chị mua 70-80 ngàn. Nó không có nha, không phải nha. Phạm Kim Lan đen trắng, Nguyễn Trinh đen trắng. Xuất sắc luôn á. Chị nào lấy thì các chị chốt đen trắng cho em. Giá cho em 120.000 một áo. Bích Thủy đen trắng.
đen trắng 120 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt đen trắng cho em, vé cho em. Hải Nguyễn đen trắng, Lê Hằng đen trắng, Xuân Thi Nguyễn đen trắng, 120 cho em. Thu Vân đen trắng, chị nào lấy thì các chị chốt đen trắng cho em. Nga Sĩ Trung đen trắng. Quá trời có đất luôn đó. Nhật Quỳnh Hồng tím một áo. Mỗi ngày cắt cho các chị và đã chụp áo bán thôi các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt đen trắng cho em. Võ Thị Hà đen trắng 120 các chị ơi, 120.000 một áo nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị. Ok chị thấy hả em. Bây giờ chị nói cho nghe nè, tập trung những cái màu của siêu diamond ra đây cho chị. Tại sao cứ có một đứa làm còn làm chàng ở dưới kia không biết làm cái việc gì là sao. Xuân Lan Hồng tím một set. Chị nào lấy thì các chị chốt đen trắng cho em nha. Giá cho em 120.000 một áo các chị ơi. 120.000 một áo các lần yêu nhé. Bây giờ những màu nào? Dạ ok chị Thu Hà Nguyễn để em kiểm tra lại. Nguyễn Hằng Hồng tím một áo. Màu chưa, chưa đây mất lên đây nào. Những cái màu mà hàng của nhà mình là hàng độc quyền chứ. Còn những cái màu đó bán sau. Tại sao những cái màu này ở dưới kho thì không còn mà sao không treo lên mà lại cứ treo những cái màu còn là sao? Dạ em cảm ơn chị Nguyễn Dung. Phạm Thu đen trắng. Anh Tú đen trắng. Vũ Yến đen trắng. Đưa cái màu xanh lý kia ra đây cho chế trước nào. Hương Sơ đen trắng. Để bán, cứ để ở trong bịch. Xuân Thúy Phạm đen trắng hai áo. Màu này các chị chốt cho em là màu xanh lý nha, không mang những cái hàng đó ra đây, không mang. Thùy Kim đen trắng. Về trong vòng 2 cây bán hết trong 1 ngày luôn. Bây giờ còn dư lại bằng này. Chốt đơn cho em 160.000 một áo. Nào lấy thì các chị chốt thanh lý cho em. Chất phải là siêu diamond nha các chị ơi. Không có còn hàng để bán luôn á. Lý 160 cho em nha. Lý em có phút 30 post. Chị nào lấy thì các chị chốt xanh lý cho em. Trần Thị Nam xanh lý. Đưa những màu khác lên đây. Hà Vi Nguyễn xanh lý. Thủy Tiên hai áo xanh lý. 4 áo rồi còn mấy áo? Còn 2 áo có thể phút 30 xanh lý em có phút 30 chị nào lấy thì comment giúp em. Ngọc Điệp xanh lý. Khoa 10 giờ động này các chị này. Giá Hoàng Thùy xanh lý. 160.000 một áo nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt khoa 10 giờ động cho em những màu này ở dưới. Vũ Minh Lan xanh lý 3m1. Khoa 10 giờ động em có khúc 3m này. Khúc 3m2 này. Trâm Nguyễn Anh hoa 10 giờ đậm. Các cần mua thì cứ để ở trong vật trong kho. Thì lại không ạ? Thúy Hương Lê hoa 10 giờ đậm.
bỏ cái khóc này. Cái màu này Huỳnh An hoa 10 giờ đậm. Hoa 10 giờ đậm em có khúc 3 mét. Có khúc 3 mét 1, có khúc 3 mét, có khúc 3 mét 2. Hoa 10 giờ đậm em có khúc 3 mét 1 và một khúc 3 mét 2. Chị nào lấy comment giúp em. Trần Thị Năm hoa 10 giờ đậm. Phương Minh hoa 10 giờ đậm. Hoàng Thùy hoa 10 giờ đậm. Dạ ok chị Châu Tạ. Đỗ Ánh hoa 10 giờ đậm. Lý Vũ hoa 10 giờ đậm. Phạm Thị Lệ Thủy hoa 10 giờ đậm 3 mét. Võ Thị Hào hoa 10 giờ đậm. Gỡ ra mới biết được nó đúng hay không. Đừng có để ở trong bật như vậy. Đào Uyên Thảo hoa 10 giờ đậm 3 mét 2. Biết biết được là màu nào biết màu nào. Có cái tập để ở trong. Tán Dương hoa 10 giờ đậm. Khúc lẻ em hết rồi nha các chị ơi. Em còn cho các chị màu gặp nha. Màu gặp là cái màu mà hôm nãy các chị phối vào với lại cái màu kem sữa. Đó, chị nào lấy thì các chị chốt gặp cho em. Giá cho em 160.000 một áo các chị ơi. Mở ra thử coi có phải màu này với màu này giống nhau không? Bản thân chị còn lộ nữa. Hoa 10 giờ đậm cho em là giá 160 nha các chị nha. Hàng thì ở dưới kho thì không có còn tí nào. Chị cố gắng hết sức có thể để ôm hàng về bán. Cứ để ở trong bịch xong để lùng lẳng đó là bảo là hàng cũ. Yến Mỹ hoa 10 giờ đậm. Bên em đang bán đồ siêu diamond nha chị. Thu Hương hoa 10 giờ đậm 2 áo. Màu này các chị chốt cho em là màu màu này là màu gì? Đưa cái màu kia. Phương Tâm hoa 10 giờ đậm. Đậm thu gạch. Màu này là màu son ô liu hay là màu cái size đây? Màu này các chị chốt cho em là màu son ô liu nha. Giá cho em 160.000 một áo các chị ơi. Nhiều khi em đứng bán các chị em còn lộ phùng phèo luôn á. Chứ không phải không đâu. Mà cứ để ở trong bịch xong nhìn cái màu cứ né như nhau, né như nhau. Còn có cái tình trạng mà lấy cho các chị là một cái áo này cho một cái áo kia nữa. Sau rồi các chị trả về cho em tiền phí đấy. Em nói thiệt với anh chị cứ một tháng lên tiền phí mà em phải hàng mà nó bỏ lộn đấy 10 triệu bạc ấy các chị cũng phải ít đâu. Di cao hoa 10 giờ đậm. Chị nghĩ bảo vậy là ôi trời cái cô này bán hàng khó khăn suốt ngày chủ nhân viên. Em nói thiệt với các chị chứ các chị cứ ở trong nghề của em thì các chị sẽ hiểu à. Không có ai không hiểu được nỗi đau này đâu các chị. Người ta gọi là ở trong chăn mình biết chăn có rận đấy. Mà trong khi lấy hàng thì đó là nhiều lắm các chị nhà em nhân công rất là đông luôn. Yến Nguyễn thêm một hoa 10 giờ đậm. Cái màu nó giống nhau mình chịu khó mình bỏ ra mình bán mình muốn biết thì mình phải mở hẳn cái bịch ra cứ để trong bịch ngó vậy này các chị nè. Toàn như những chuyên gia không có đỏ đô với đỏ tươi còn chưa phân biệt được nó ở đấy với hai cái màu như nhau. Cứ bảo sao em khó. Các chị toàn Hoàng Thùy xanh ô liu mắng tụi nó đâu. Son ô liu cho em giá 160 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt son ô liu cho em. Đi làm thì hả? Đi làm muộn. Các chị đi học hồi xưa chỉ cần dịch chậm 1 giây thôi là trường đã đóng cửa rồi. Đừng có nói chuyện mà bảo muộn hay không muộn. Đi làm thì nguyên đứa này có 15-16 đứa. Bất kể đứa nào cũng phải 1 tháng bèo lắm. Ít nhất phải đi làm lần muộn 5 lần. Hải Lê xanh ô liu. Trần Thị Năm xanh ô liu. Ngọc Phương hoa 10 giờ đậm. Nhưng mà đi tiệc thì không bao giờ đi muộn hết. Nhi cao xanh ô liu. Nhi Quan Trần xanh ô liu. Cương Nguyễn xanh ô liu. Phạm Thị Thu Nga xanh ô liu. Meo Meo xanh ô liu. Giá cho em 160.000 nha các chị. Nhân ơi. Siêu hoa 10 giờ đậm. Chị nào lấy thì các chị chốt xanh ô liu cho em. Giá cho em 160 nha các chị. Hồng Móm 2 áo xanh ô liu.
ơi, chết chị ơi. Ôi ui, cái hàng 4D nhà em nó phét ra nó đẹp. Khi mà mình sẽ về thì để cho các chị mặc nha. Ôi, nhà máy nó mới gửi cho em xong tất thì cho các chị xem nha. Nhưng mà em đang cho các chị xem. Phạm Thu Thanh ơi, sang ô liu. Này các chị, mới test xong tất thì này các chị. Trời ơi, các chị lén đồ em nhá. Cái này nha. Này các chị nha. Em về em thiết kế lại thêm một tí nữa. Em bảo đảm với các chị luôn là số lượng đạt trang số của nhà em phải là một áo là khoảng 1.000 áo. Liên Ngọc sang ô liu. Đây. Lấy là lấy từ bản gốc của cái hàng mà em vẫn thường bán cho các chị mà hàng in ấy. Hôm qua em có bán một mẫu này. Đấy, thấy chưa? Đó, lấy từ bản gốc của cái hàng in ra nha, quay lại cho các chị. Nhưng mà cái quan trọng nhất khi em bán em sẽ giải thích vì sao thì em có một cái riêng biệt không giống của một người. Các chị cứ yên tâm, Tú em đã nói không giống là không giống. Rất sắc. Trời ơi. Hết sảy con bà bảy cháu bà tư. Những cái hàng này này các chị này, là những hàng em làm cùng một nhà máy. Cho nên chị nào muốn mua nguyên một bộ luôn ấy, thì các chị bây giờ cứ mua cái vải này để các chị may quần trước. Còn không thì mai mốt các chị em cũng sẽ đặt cái màu y chang như vậy cho các chị luôn. Cùng một màu luôn. Các chị về các chị được mặc nguyên một bộ luôn. Nhưng cái quan trọng nhất mai mốt em mặc em sẽ giải thích vì sao của nhà em nó khác của một người. Là nó ở cái chỗ nó còn độc đáo hơn nữa. Ráng đợi em nha. Hoa Phạm xanh ô liu. Nguyễn Hàng xanh ô liu. Dịu mai hai áo hoa 10 giờ đậm. San ô liu giá 160 cho em nha. Nào lấy thì các chị chốt san ô liu cho em. Hoa 10 giờ đậm. Giá cho em 160.000 một áo các chị ơi. Giá cho em 160.000 một áo nha. Màu này các chị chốt cho em là màu cam đậm. Thủy Tiên hoa 10 giờ đậm. Trâm Nguyễn Anh xanh ô liu. Mai Hoa xanh ô liu. Cam đậm cho em giá 160 luôn các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt cam đậm cho em. Giá cho em 160.000 một áo nha các chị nha. Trâm Nguyễn Anh cam gạch. Lắm. Cái màu này là mặt siêu trắng da luôn đó các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt cam gạch cho em. Nguyễn Thị Kim Liên hoa 10 giờ đậm. Ngọc Đỗ Bích xanh ô liu. Xanh ô liu có khúc 36 nè. Cam gặp giá 160 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt cam gặp cho em nha. Giá cho em 160. Nga Ngọc xanh ô liu. Các chị ơi. Màu này sang lắm ấy. Màu này Xuân Thúy Phạm cam gạch. Sang lắm luôn ấy. Các chị ơi, các chị mặc quần trắng, quần đen, quần màu da này cũng rất là ok luôn ấy. Cam gặp giá 160 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt cam gặp cho em. Mai Hoa cam gạch. Ngô Thị Hoa cam gạch. Đây mà chị nào mà trắng là mặc đẹp vô cùng luôn á. Cam gạch cho em nha. Chị nào lấy thì các chị chốt cam. Tuyết Đỗ xanh ô liu 2 áo. Ngọc Uyển xanh ô liu 3m6. Phương Nguyễn 2 cam gạch 1 xanh ô liu. Nga Nguyễn cam gạch. Nhi Cao cam gạch. Quyên Hảo cam gạch. Phạm Kim Lan cam gạch. Em gặp có khúc 3m2, khúc 2m7 để lại cho chị đi. Có khúc 3m2 và khúc 3m1. Đưa đây cho chị để chị may một bộ. Chút Sinh cam gạch, Thí Huyền Phạm cam gạch 2 áo. Hồng Phú 1 cam gạch, 1 xanh ô liu. Dạ bên em kiểm tra gửi sai màu em gửi đồ lại cho chị nha chị. Phạm Thị Nga cam gạch. Cam gạch có khúc 3m1 và khúc 3m2 đó các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt cam gạch 3m1 và cam gạch 3m2 cho em. Ngọc Phương cam gạch cho em với các chị ơi. Khúc cam gạch một bộ em chốt 2 áo nha chị. Ngọc Uyển cam gạch 3m2. Hả? Cam gạch em còn một khúc 3m1. Cam gạch còn 2 áo thôi Dung ơi. Thúy Nguyễn cam gạch. Dung Phạm cam gạch. Ở ngoài kia có Ngô Thị Hải Hằng cam gạch 3m1. Màu đó khác hả? Hành Nguyễn xanh ô liu. Thiên Ngọc Khoa 10 giờ đậm 2 áo.
Kem gặp còn 2 áo nha Dung. Hôm nay tối nay xong mới nghe cho em ngủ. Ok chị Jen đi Nguyễn. Màu này tối kem gạch em hết rồi các chị ơi. Màu này tối nay Phong kêu cho em bộ thiết kế này. Em bảo đảm với các chị luôn là không đụng hàng luôn. Xuất sắc luôn. Giá cho em 160.000 một áo nha. Không phải hoa 10 giờ đập, không phải màu nho, mà màu này á nó là cái tông của màu hơi tím tím tím. Mà của em là nó ắng, khi các chị mặc ở ngoài á là nó ắng xanh nha. Giá cho em 160.000 một áo. Màu này không vừa rồi còn một bịch nữa đâu rồi. Ngay kêu hết rồi. Kem gạch em hết rồi nha các chị ơi. Màu này tối nay không theo cho em bộ thiết kế. Các chị kim hồng là ám xăm. Kim hồng một siêu diamond da. Ám xăm cho em nha, tím ám xăm cho em, nó là dạng nho nhưng mà nho của nó khi các chị mặc ở ngoài là nó ám hơi xăm. Chứ nó không phải là màu nho này đâu. Màu này thì em gọi là màu nho này. Thúy Hương Lê tím ánh xanh. Nhưng mà không phải nha, hai màu không liên quan gì tới nhau luôn, sàn đó. Tốt thần luôn. Tâm Mi Duy xanh ô liu. Trâm Nguyễn Anh tím ánh xanh, Trang Bùi tím ánh xanh. Trần Thị Nam tím ánh xanh, Hoàng Thủy tím ánh xanh. Liên Ngô tím ánh xanh, Dương Thị Lệ hồng tím ánh xanh, Trúc Sinh tím ánh xanh, Phạm Xí tím ánh xanh, Phương Anh Phạm tím ánh xanh. Bỏ cái khúc kia xuống không đâu. Tím ánh xanh em có khúc 3 mét. Bỏ cái khúc kia cho chị không. Thúy Nguyễn tím ánh xanh 2 áo. Cương Nguyễn siêu diamond da. Tím ánh xanh em có khúc 3m1 và một khúc 2m7, chị nào lấy comment giúp em. Ken Vũ 2 áo tím ánh xanh. Đẹp lắm các chị ơi. Hồng Phú tím ánh xanh, Phạm Thị Thu Nga tím ánh xanh. 160 cho em nha các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt tím ánh xanh cho em. Giá cho em 160.000 một áo các chị ơi. Thiên Lý Vũ tím ánh xanh 3m. Yến Nguyễn tím ánh xanh 2 áo. Mộng Cầm tím ánh xanh. Em có màu nho đằng sau á, nho có khúc 3m6 nè. Tím ánh xanh em còn một khúc 2m7 thôi. 2 khúc 3m6. Lương Nguyễn tím ánh xanh 3 khúc 2m6, 3m6. Nho có 3 khúc 3m6 là ai đủ bột cho các chị hết luôn đúng không? Huỳnh An tím ánh xanh. Không. Ba khúc 3m6 và còn 1, 2, 3, 4, 5, 6. Giang Châu võ siêu diamond da và kem ok chị. Đúng 6 áo và 3 khúc 3m6 là hết sạch sẽ luôn. Nho 160 cho em nha. Chị nào lấy chị Đỗ Lan 2 áo hoa 10 giờ đậm. Còn 1. Ok chị Jenny Nguyễn. Nho em có 6 áo à các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt nho cho em. Mấy màu này là thật tuần với các chị là em hết hàng rồi, bây giờ em chỉ gom em bán cho các chị còn được nhiều bán là chị em hết sạch sẽ luôn. Thu Hương nho 3m6. Trúc Sinh nho. Quốc Vân nho. Nho em còn 2 khúc 3m6, chị nào lấy comment giúp em. Nho là hết sạch, chị nào lấy thì các chị. Võ Yến tím ánh xanh 2m7. Ngọc Phương nho. Chị nào lấy nho thì các chị chốt nho. Trâm Nguyễn Anh nho 3m6. Lê Thắng Nguyên nho. Võ Thị Hà nho. Còn một nho. Còn một nho và một khúc 3m6 nữa là hết. Bích Thủy nho. Nho em còn một khúc 3m6 thôi. Màu này em gọi là màu xanh lá mới. Màu xanh lá mới là màu em mới test của cái hoa cúc tại đoá này. Chị nào lấy thì các chị chốt xanh lá mới cho em. Giá cho em cũng 160.000 một áo luôn. Nho em hết em còn một khúc 3m6. Kim Hơ Ri nho 3m6. Nho em còn khúc 1m8 với khúc 1m3 này. Chị nào lấy thì các chị lấy nha. Chị nào lấy thì các chị chốt xanh lá mới cho em. Cho Nguyễn Anh xanh lá mới. Lương Nguyễn xanh lá mới.
để dành để mai mốt mà có về hàng kia để còn có mà bán quần cho các chị, chứ không thôi chiếm không ra được đâu các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt xanh lá mới cho em, giá cho em 160 ngàn một áo nha các chị nha. Nhi cao xanh lá mới. Tăng quá trời quá đất luôn. Xanh lá mới. Nhi Hoan Trần xanh lá mới, Lương Nguyễn xanh lá mới, Kim Trần Thi xanh lá mới, Hạnh Phúc xanh lá mới hai áo, Nhà Đất Dầu Lộc xanh lá mới và đen, Đào Uyên Thảo xanh lá mới, Thúy Nguyễn xanh lá mới, Thương Nguyệt xanh lá mới, Huỳnh Nhung xanh lá mới. Có rồi nha chị Chi Ni Nguyễn. Nguyễn Tú xanh lá mới hai áo, Hợp Trần xanh lá mới. Chị nào lấy thì các chị chốt xanh lá mới cho em. Giá cho em là 160 ngàn một áo cho các chị nha. Giá cho em 160 thôi các chị ơi. Thoa Vỏ xanh lá mới. Nguyễn Thủy Dung xanh lá mới. Mỹ Huệ hai áo xanh lá mới. Gạo lứt này em còn hai áo. Cái lá mới còn cây ở dưới để dàn để bán mai mốt bán quần cho các chị luôn. Gạo lứt này là em còn hai áo nha. Chị nào lấy thì các chị chốt gạo lứt cho em. Mắm xanh em còn có mặt này ở dưới thôi này các chị. Cho em gạo lứt giá 160 nha. Chị nào lấy thì các chị chốt gạo lứt cho em. Đây là tím mắm xanh này tối nay. Em không bao giờ hứa lèo với các chị bất cứ một cái gì hết. Tối nay em không bao giờ cho em một bộ này thiết kế. Em nói các chị em không mặc vài, em bán vài trăm áo nữa thì thôi. Cho Nguyễn Anh gạo lứt hai áo. Bây giờ còn màu này này, cho Nguyễn Anh ơi, màu này đẹp lắm, màu này. Hoàng Nga Nho 1m8. Màu này gọi là màu hồng nút. Cũng còn có 3 áo à. Do mấy cái màu này đi chị ơi. Hàng này bây giờ em nói với các chị, trời ơi nó hot còn hơn là cái gì nữa luôn á. Màu này thì em gọi là màu hồng nút nha, hay gọi là hồng baby á. Còn có 3 áo thôi chị ơi, lấy liền. Đúng 3 áo duy nhất. Màu xám này em cũng, xám này còn đúng không ạ? Trâm Nguyễn Anh hồng nút hai áo. Xám ở trên kia còn kìa, đưa xám cho chị. Xám này là xám trắng, còn xám đấy là xám gì? Kim Thi Trần hồng nút. Đưa lên cho chị nè. Nhận vải không đẹp khỏi cần trả tiền cho em luôn. Chị nào lấy thì hồng nút em hết rồi nha các chị ơi. Xám nha. Ơ đâu phải, màu này là màu xanh đá. Đá. Chị nào lấy thì các chị chốt xanh đá cho em, giá cho em 160 ngàn một áo các chị ơi. Xanh đá 160 cho em nha. Và màu này mới là màu xám này. Làm cho các chị xem kỹ nha. Phân biệt Kim Trần Thi xanh đá. Con cỡ mấy? Đây là màu xám cho các chị. Chị nào lấy Trâm Nguyễn Anh xanh đá. Cho em xám 160 luôn, chị nào lấy thì các chị chốt xám cho em luôn. Minh Chỉnh xám. Xám này mà mặc quần áo màu xanh Cuban là tuyệt vời chứ chị ơi. Huỳnh An xám, Kim Trần Thi xám, Anna Nhung hai xám, Huỳnh Nhung xanh đá, Phương Anh Phạm xám. Còn một xám, còn mấy? Còn hai xám là hết. Màu độc quyền nhà em luôn. Giang Châu Bó xanh đá. Màu này cũng là màu độc quyền của nhà em luôn. Chốt đơn cho em luôn, giá cho em 160 ngàn một áo. Màu này nhà em gọi là màu màu ruốc các chị ơi. Màu ruốc nha, chị nào lấy ruốc thì các chị chốt ruốc cho em luôn. Phạm Kim Lan xanh đá. Trâm Nguyễn Anh hai ruốc. Nhà mình còn trắng cân không mấy đứa? Trắng cân cho Tú một quần đi. Nguyễn Thị Thu Vân xám. Với lại Kim Trần Thi ruốc, Thủy Tiên ruốc. Dưới cây còn không? Ừ. Này xếp vô cho Tú một áo nha. Tròn xét tay dài, cơ chế bên may bên bộ, quần trắng.
không không giờ là cứ quần trắng là mặc thôi. Chị nào lấy thì các chị chốt nốt cho em nha, giá cho em 160.000 một áo các chị ơi. Nhận vải không đẹp còn cần trả tiền cho em luôn. Lưu mai ruốc. Ruốc em có phúc 3m1, các chị nào muốn may nguyên bộ thì các chị lấy phúc 3m1 nha. Màu này em cho các chị đi kiếm không bao giờ có em luôn. Giống như màu tím than nhà em vậy đó. Mới màu này em đặt độc quyền cho các chị, không có đụng hàng đâu các chị ơi. Có đụng hàng đâu mới chế ơi. Chút xin ruốc. Ruốc Thu Thị Hoa trắng tinh. Thu Hương ruốc. Đây trắng tinh của nhà em này. Nó không phải trắng kem như của mọi người đâu các chị ơi. Này thấy chưa, xuất sắc chưa. Chị nào lấy thì các chị chốt trắng tinh cho em nha. Trâm Nguyễn Anh hai áo trắng tinh. Nga Nguyễn ruốc. Thúy Nguyễn ruốc 3m1. Giá cho em là 160.000 một áo thôi các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt. Tâm Lê ruốc. Hàng lắm. Kim Trần Thi trắng tinh. Em có trắng tinh và em có cả trắng kem luôn. Thu Hương trắng tinh. Chị nào lấy thì các chị chốt ruốc cho em luôn. Giá cho em 160 cho các chị nha. Và em còn chính là một màu này, cũng là một màu độc quyền của nhà em luôn. Đây. Thoa vỏ trắng tinh. Hoài các chị. Hoài Lê ruốc. Bên em đang bán nội siêu diamond nha chị. Cho em là màu xanh đậm. Giá cho em cũng 160.000 một áo luôn các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt xanh đậm cho em nha. Chị em cần phải cầu kỳ màu mèn nhiều đâu các chị. Mặc cái áo đơn giản thôi là đủ đẹp lắm luôn. Hoài Sơn hai áo trắng tinh. Màu này các chị chốt cho em là màu xanh đậm. Giá cho em 160.000 một áo luôn. Trâm Nguyễn Anh xanh đậm. Xanh đậm em có khúc 3m3. Màu này cũng là một màu độc quyền luôn, không đụng hàng cho các chị luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt xanh đậm cho em. Còn những cái màu em nói ví dụ như vàng hay là những cái màu căn bản em nói các chị ai cũng có thể có được hết á. Còn mấy màu này là em đặt riêng em bán cho các chị, cho nên mà em cũng có lấy thêm tiền các chị đồng. Chốt xanh xanh đậm. Chị nào lấy thì các chị chốt xanh đậm cho em nha. Giá cho em 160 thôi các chị ơi. Lê Lê Nguyễn trắng tinh hai áo. Đậu là em có khúc 32. Tâm Lê xanh đậu và trắng. Kim Trần Thi xanh đậu. Minh Nguyễn Tuyết xanh đậu. 160.000 một áo các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị tốt xanh đậu cho em nha. Xe nào còn mấy áo. Kim Ly Trần xanh đậu 3m3. Đẹp chưa. Màu cam đào này em có. Phương xanh đậu. Em đèo dưới còn không? Hay chỉ còn bằng này thôi không? Nhi Ngoan Trần xanh đậu. Còn dưới còn đúng không? Xanh đậu dưới còn đúng không? Hết luôn á. Nguyễn Thị Lệ, Nguyễn Thị Liên một siêu diamond da. Kìa chưa còn mấy Phan Yến xanh đậu. Màu này các chị chốt em một kem đào nha. Giá cho em 160.000 một áo thôi các chị ơi. Tuyên Phong xanh đậu. Còn Kim Trần Thi cam đào. Trâm Nguyễn Anh cam đào. Phạm Quyên cam đào. Còn ba. Chút xanh xanh đậu. Còn ba cam đào. Chị nào lấy thì các chị chốt cam đào. Như cao cam đào. Sao Thảo Lê cam đào. Màu hoa 10 giờ cho chị vậy. Hải Hà cam đào. Hết hai cái cam đào. Trên bùi xanh đậu. Cam đào em hết nha các chị ơi. Màu này các chị cho em là màu xanh xanh hòa bình. Xanh hòa bình cho em giá 160 luôn. Một màu tím lavender cũng hết luôn hả? Ngô Thị Hoa thêm một trắng tinh. Nga Nguyễn trắng tinh, cam đào em hết rồi nha các chị ơi. Màu này các chị cho em là màu xanh hòa bình nha. Giá cho em 160.000 một áo. Thúy Nguyễn trắng tinh, Triều Nguyễn xanh đậu.
Tím lavender em còn 3, chị nào lấy thì các chị chốt tím lavender cho em. Tím lavender cho em còn 3 nha. Chị nào lấy thì các chị chốt tím lavender cho em. Còn màu xanh hòa bình em có cho các chị giá 160 ngàn một áo luôn các chị ơi. Trâm Nguyễn Anh 2 tím lavender. Màu này các chị chốt em cỏ úa luôn, giá 160 luôn các chị ơi. Em có đen, em có trắng tinh luôn. Chị nào lấy đen thì chốt đen. Thu Nguyệt tím lavender. Có cả xanh đen nữa đó. Màu này các chị chốt cho em là màu mía hay gọi là màu cố bơ cũng được. Tím lavender em hết nha các chị ơi. Mía cho em giá 160 luôn nha. Chị nào lấy thì các chị chốt mía cho em có khúc 36 nè. Mía cho em 160 luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt mía cho em. Bên rồi. Em đang bán nổi siêu lên bao nhiêu chị ơi? Có vải gì khác ngoài ra đâu các chị. Có một chất vải khác mới ra nhưng mà ít nhất qua năm mới bung ra bán. Giờ này bung ra bán. Kim Trần Thi mía, Thu Hương mía, Nguyễn Nguyên xanh hòa bình. Trời ơi, mà xanh đen nó đẹp. Hôm nay có xanh hòa bình rồi mà. Chưa. Chưa hả? Màu này các chị chốt cho em là xanh đen nha. Cũng còn có mấy áo à mấy chị ơi. Mấy chị mua được màu nào thì mấy chị mua cho em thế chỗ. Nguyên Phạm Thị Thanh mía. Xanh đen em có khúc 36, mía em có khúc 36 luôn. Kim Trần Thi có đen đó đúng không? Kim Trần Thi đen. Đây đen đây nè. Các chị cứ lấy đen thoải mái thôi. Đức Vũ xanh đen. Trúc Sinh xanh đen. Thoa vỏ mía 3m6. Tím lavender em hết rồi các chị ơi. Trâm Nguyễn Anh đen. Phương Nguyên xanh đen. Huỳnh An xanh đen. Bích Bùi xanh đen. Xanh đen em còn một khúc 3m6 ạ. Các chị chốt cho em là màu Trúc Sinh đen. Màu này nó gọi là màu gì nhung? Không, cái tên chị nghe dễ thương lắm. Nói chung là nghe kêu cực kỳ luôn á. Ngọc Hân Nguyễn đen. Đi các chị. Kim Hồng xanh đen 3m6. Màu này người ta gọi là màu gì các chị? Màu này người ta gọi là màu gì? Em mà nhớ được em không thể nào nhớ được luôn ấy, tại vì không phải cái tên mình đặt hoặc là mình không có biết cái đó cho nên mình không có thể nào mình nhớ hết được xanh đen luôn ấy. Hả? Nhà em hay gọi là màu hoa 10 giờ thôi. Đó có vậy thôi đó các chị. Còn màu gì nữa thì em bó tay luôn ấy. Chị nào lấy thì các chị chốt hoa 10 giờ cho em nha. Giá cho em 160 ngàn một áo các chị ơi. Màu này thì có mà đại trà, ai cũng có hết. Nào lấy thì các chị chốt cho em, giá cho em 160 ngàn một áo. Các chị gọi là màu gì? Mấy chị kêu là màu hoa giấy. Không, hoa giấy nó ra tím rồi trẻ ơi. Cái này nó ra hồng, không có phải hoa giấy. No, không phải hoa giấy. Giá cho em 160 nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 20 giờ cho em. Hoa giấy là nó ra tím các chị. Tím chị nhìn Phạm Khuyên hoa 10 giờ. Còn màu em mặc ấy, nếu mà đúng chính xác mới gọi là màu hồng cắt sen mới là đúng. Chị nào lấy thì các chị chốt khoa 10 giờ cho em. Em có cả màu nâu nữa này các tình yêu ơi. Trời ơi, màu nâu nó đẹp. Lấy Phương thì... hai áo hoa 10 giờ. Màu này các chị chốt cho em là màu nâu đen nha. Giá cho em cũng 160 luôn các chị ơi. Đầu tuần em nói thiệt với các chị luôn á. Đợi hàng nó về y như là hả con mấy đứa con nít mà nó đợi mà đợi mẹ đi chợ về mà có quà. Trời ơi. Trâm Nguyễn Anh nâu hai áo, Nguyễn Thị Thu Vân nâu, Hương Nguyễn nâu. Xanh đen em hết nha các chị ơi. Nâu cho em các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt nâu cho em. Giá cho em là 160 ngàn một áo nha các chị nha. Nâu đen, màu này cũng là màu độc quyền nha em luôn đấy. Không có đựng hàng đâu. Bất giá. Nâu 160 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt nâu cho em. Bỏ mấy màu này lên. Chốt xanh nâu. Tím lục bình nè, xanh cô ban nè. Lan Nguyễn nâu.
Ở đây còn một áo kem đào nè, cũng 2,5 mét tính cho chị nào quen, tính thành một áo luôn. Anh Nguyên đâu? Màu này các chị chốt cho em là màu tím lục bình, giá cho em cũng 160.000 một áo luôn. Tím lục bình em có khúc 3,1 mét, khúc 3,2 mét, khúc 3,5 mét. Đấy, bán 3 cây là ra 3 khúc cho các chị. Còn đâu ở dưới còn tím lục bình đâu? Trâm Nguyễn Anh tím lục bình, xa xa cam đào. Và màu này các chị chốt cho em là màu xanh coban. Nguyễn Loan đâu? Ủa tím lục bình ở kia mà. Chữa hơi này bảo hết nè. Đây nè, con quần cô mặc ở đây nè. Đứa thì cắt đi, đứa thì đi kiếm. Cho Nguyễn Anh sang cô ban, Nhi Cao sang cô ban, Thu Nguyệt tím lục bình. Phương Nguyên sang cô ban. Lê Thắm Nguyên tím lục bình 3,2 mét. Cho em sang cô ban nha. Chị nào lấy thì các chị chốt sang cô ban cho em. Giá cho em là 3. Thăng hàng đâu? Giá cho em là 160.000 một áo nha các chị nha. Phương Anh Phạm sang cô ban. Sang cô ban mà các chị mặc quần trắng là đẹp. Tím độc bình em còn 1 khúc 3,5 mét và 1 khúc 3,1 mét. Chị nào lấy comment giúp em. Đưa hồng phấn lên đây. Vừa lấy con lá rồi bỏ con này lên thì nó biết gọn vào màu gì. Hồng phấn cho em giá 160 luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt hồng phấn cho em. Sau em vô em thay áo thay đào, các chị chốt đủ cho em 1.000 áo em gió thợ làm luôn nha các tình yêu nhá. Huỳ Nhung sang cô ban, Ngọc Lê Tuyết sang cô ban, Lưu Mai sang cô ban. Ngọc Mai tím lục bình 3,1 mét. Ngô Thị Hải hàng sang cô ban. Cẩm Tú tím lục bình 3,5 mét. Sang cô ban có khúc 3,2 mét. Màu này các chị chốt cho em là màu hồng phấn nha. Giá cho em cũng Thúy Nguyễn sang cô ban. Phương Nguyễn sang cô ban. Các chị cần mua màu thì cứ nên đủ màu cho các chị. Chị nào thiếu màu gì thì bổ sung màu đó thôi. Chứ còn cứ bảo là bán được một lần rồi mang đi cắt. Cô nội ơi, bếp mùi tím lục bình. Bán một cái chất vải thì có khi bán cả 5 năm ấy mấy. Thúy Huỳnh nâu 2 áo. Nâu lấy cho nó. Ở dưới không có thì tí cắt ở trong cây ra kia. Ở trên kia thấy có nâu kìa. Giá cho em 160 nha các chị nha. Em đang cầm là màu hồng phấn nha các tình yêu nhá. Mấy cái màu rút rút này sao còn lẻ con áo áo màu hả mấy đứa ơi. Trần Nhi tím lục bình. Cái màu này nó lẻ còn có áo à các chị ơi. Chị nào có nhu cầu mua thì các chị mua luôn cho em. Dạ ok chị Minh chị. Mua luôn cho em nha. Có áo màu cả các chị ơi. V133 có một áo. V131 cũng có một áo luôn. Phương Nguyên 2 áo tím lục bình. Đây có một của Huỳnh An V133. Trần Nguyễn Yến Nhi V131. Còn chín sàn. Nào lấy thì các chị chốt tím cà cho em luôn. Đỏ đô là để phối với lại áo khoa thay đào da nha. Đỏ đô với lại đỏ đô tươi nhá, để phối thay đào da cho mấy chị. Màu này các chị chốt cho em là màu tím cà, không phải màu tím lục bình nhá. Đây là tím lục bình nha các chị. Đây là tím lục bình. Đây là tím lục bình, đây là tím cà.
giá cho em 160 ngàn một áo, chị nào lấy thì các chị chốt chính cho em, và chị nào lấy thì các chị chốt chính thức bình cho em, cho làm chốt cho các chị. Em luôn thay cái áo ngoài đào, nhưng không, em không mặc màu xanh mà mặc quần da coi nó có khác không nha, vẫn cứ đẹp, không cần phải so sánh gì hết các chị ơi. Trẻ cái áo ngoài đào da lên đây cho chị, tại sao lại lấy luôn cái áo ngoài đào da của tôi đi vậy? Nhà lấy chính trà cho mấy chị đi. Ở đây còn màu hồng nè, màu hồng của cái gì đồ đồ thế này. Thu Hương tím cà, Trần Nhi tím cà. Xuyên Nguyễn hai áo tím cà. Tím cà có khỏe không? Không chị. Chị nào lấy chốt tím cà và tím thạch bình đi em nha các chị. Thanh Huyền hai áo tím cà. Em có đỏ tươi nữa nha các chị nha. Thu Hương thêm một tím cà. Đỏ tươi nè. Comment giúp em đào đỏ nha chị ơi. Cho Nguyễn cà rốt. Đây em đeo cho các chị là nó như thế này này, chuẩn luôn nha các chị ơi. Nha, chuẩn như thế này luôn. Như thế này á, làm riết riết rồi á hả, lúc nào Ngọc Tuyết Hồng
cộng kén sen. Ai làm cái áo này như vậy đây? Áo dài thuộc đan hồng cánh sen. Để cái áo này lại tí nữa lên nhà. Mỗi đứa bỏ ra tìm một áo trẻ lại đây cho chị. Thu Hương một đào đỏ, một đào da. Nguyễn Thị Liên đào đỏ. Hàng Thị Hạnh cao đào da. Hàng Nguyễn đào đỏ. Nam Phạm hai áo đào đỏ. Tâm Vũ đào đỏ, đào da. Em có đào đỏ và em có đào da. Giá cho em là 220.000 một áo. Minh Tâm Vũ đào đỏ, Trần Ngân đào đỏ, Nguyễn Bích Liên đào đỏ, Thị Vũ đào đỏ hai áo, đào da hai áo. Vậy áo mẫu mặc các chị comment giúp em là đào đỏ nha chị ơi. Thảo đào đào đỏ. Bình Hoàng đào da. Giá cho em 100. Nhà Mai Thanh Dung một set đào đỏ. Nguyễn Bình đào đỏ, Kim Mai đào đỏ, Bích Linh đào đỏ. Áo dài thuộc đan đào da. Xuyên Phong đào đỏ, đào da. Thơm đào đào đỏ và đào da. Ly Nguyễn đào đỏ. Thu Lê đào đỏ. Thu Ba đào đỏ. Lệ Thu Trần đào đỏ. Phương Giang Nguyễn đào đỏ hai áo. Diều Đỗ đào đỏ. Thanh Huyền đào đỏ, đào da. Thăng Hằng đào đỏ. Đào đỏ cho em giá 220 và đào da cho em giá 220 luôn. Ví dụ đào đỏ Nguyễn Hoa đào da. Các chị quần rêu đúng không? Các chị có thể mặc quần da em mặc cũng ok luôn. Rất là đẹp luôn. Yeah. Áo mẫu mặc comment giúp em đào đỏ nha các chị ơi. Giá cho em 220 ngàn một áo. Các chị mua sau like là em vẫn bán giá 250 nha các chị ơi. Và khi em giao cho các chị là chỉ có vải và hàng thiết kế thôi, chứ không có đính pha lê như vậy nha. Dung Lê Thị đào đỏ. Có thể may xong nói thợ may đứng cho mình nha. Trần Nguyễn đào đỏ. Hồng Thắm Nguyễn Thi đào đỏ. Nếu Nguyễn Thị đào đỏ. Nguyễn Thị Thương đào đỏ. Thu Hoài đào da. Thuy Nguyễn đào đỏ. Đào Uyên Thảo hai đỏ, hai da một đỏ. Phương Mai Thị đào đỏ. Trang Vũ đào đỏ. Thất Mờ Linh đào đỏ. Đào đỏ cho em 220 và đào da cho em 220 nha các chị ơi. Em bán cho các chị giá này thật tình, các chị luôn là mềm lắm luôn á. Nếu mà em mà thiết kế em bán hàng này em phải bán các chị giá 250 ngàn một áo. Không có bán ít đâu các chị, không có bán giá mềm đâu. Nhưng mà thôi em bán cho các chị số nhiều thì em tính giá 220 là bằng với giá em bỏ tiền luôn á. Phương Quỳnh đào đỏ. Phương Trần đào da. Cathy Lê đào đỏ. Chị nào lấy đỏ thì cho các chị chốt đào đỏ cho em. Chị nào lấy đào da thì các chị chốt đào da cho em. Giá cho em là 220. Trang Ngân đào đỏ. Màu da này các chị mặc cái quần màu đỏ đô. Đỏ đô tươi hoặc là đỏ tươi son cực kỳ. Hàng nhà em có sẵn hả chị ơi? Phương Nguyễn đào đỏ. Thuy Kiều đào đỏ. Thảo Phạm đào đỏ. Chị hỏi gì? Chị hỏi đào đỏ này có sẵn không? Mua 500 áo hả chị? Mai Nguyễn đào đỏ và đào da. Hồng Duyên đào đỏ. Các chị thấy biết á, em rất là ít khi nào mặc hàng thiết kế. Cực kỳ ít. Đợt này khoảng 2 tháng đổ lại đây, chị nào mà mua hàng ngay xin thì em các chị sẽ biết. Em rất ít mặc hàng thiết kế và ít khi chốt đơn hàng thiết kế cho các chị. Là vì em không có thích làm những cái hàng đó nhiều. Còn chỉ có cái này thì em thấy trong lựa chọn hầu như là em cũng làm cho hơi bị nhiều đào luôn á. Nhưng mà thấy mỗi cái này là duyên nhất, xinh nhất, làm các chị thôi, ngoài ra em không làm. Nguyễn Ruby đào đỏ. Nguyễn Thủy đào đỏ. Lê Khanh đào đỏ. Tính nữa đi may luôn cái màu da này luôn. Phương Nguyên đào đỏ, đào da. Nhung Lê đào da.
Huy Nguyễn Đào Gia, nhà may Thanh Dung Đào Gia, Xuân Lan Đào Gia, Hào Nguyễn Đào Đỏ, Nhuần Thương Nguyễn Gia và Đỏ, Huyền Nguyên Đào Đỏ, Trần Thúy Đào Đỏ, Ba Oanh Đào Đỏ, Thúy Nguyên Đào Đỏ, Nana Võ Đào Gia. Giá cho em là 220. Phương Lê Thu Đào Đỏ. Vậy áo mốt mà comment giúp em Đào Đỏ nha chị Hồng Loan. Bùi Teresa Đào Gia, Đỗ Thu Huyền Đào Gia, Vũ Nga Đào Đỏ, em nói các chị này, Xuân Lan Đào Đỏ. Các chị mặc đi, mai mốt em mặc em thiết kế lại một chút xíu cho các chị, nhưng mà lúc đó còn hay không thì em không biết nha. Tuyết Mai Đào Đỏ rất là đẹp luôn, không cần phải chỉnh luôn. Mấy chế ơi, cho em 150.000 một áo, màu này nhà em gọi là màu cánh gián, chất vải là tơ tằm nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt cánh gián cho em. Mẫu này các chị mặc cho em này, còn da này, nói chung là da này cũng được, da sáng, da tối, da cà phê đều được. Và chị nào thích mà nổi bật luôn các chị mặc hẳn quần trắng kem, quần trắng thân cho em cực kỳ sang luôn. Giá cho em 150.000 một áo các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt cánh gián cho em. Chị mê cái màu này lắm. Ai nói cái màu này vàng thì thực sự là nó đẹp kinh hoàng luôn á. Chị nào lấy thì các chị chốt cánh gián 150 cho em nha. Cánh gián 150 cho em các chị ơi. Hàng này mua sau like em bán giá là 170.000 một áo nha các chị nhé. Em không phải thuê các chị đâu, em có một cái công ty. Trời ơi, nó bán ít lắm các chị. Này nó bán cỡ khoảng chừng 20 áo thôi, nhưng mà một áo nó bán bằng 10 áo em bán trên live stream cho các chị đó. Nhi cao cánh gián. Nguyễn Thị Ngọc Thúy Đào Đỏ. Vài áo mẫu mặc là Đào Đỏ, comment giúp em Đào Đỏ giá nằm 220.000 một vải áo nha chị ơi. Xa xa cánh gián, Kim Mai cánh gián, Nguyễn Thúy Đào Gia một set. Nhận vải không đẹp, không lấy tiền luôn, không tù chút. Huy Nguyễn cánh gián, có đồ co giãn, chất vải siêu siêu đẹp. Anh Huỳnh cánh gián, không có bán cho các chị nhiều nhưng mà bán là chất lượng luôn á. Chị nào lấy thì các chị chốt. Nguyễn Quốc Sang hai áo Đào Đỏ. Giá cho em 150.000 một áo các chị ơi. Mai Anh Phạm xếp Đào Gia. Nga Nguyễn cánh gián. Anh Huỳnh cánh gián. Thuy Nguyễn cánh gián. Khi nào lấy thì các chị chốt cánh gián cho em. Giá cho em 150.000 một áo thôi các chị ơi. Hoa nhí 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 nhí. Hồng Loan Đào Đỏ. Cái đợt cái hàng này đợt 20 tháng 11 không có hàng. Nhân ái Vũ Đào Đỏ. Chị nào lấy thì các chị chốt cắm gián cho em. Trần Thuy Đào Đỏ. Đào em Dung Lê Đào Đỏ. Em có đào đỏ và đào da. Chốt đơn cho em giá 150.000 một áo. Chị nào lấy thì Hoàn Thị Kim Loan cánh gián. Loan Phạm cánh gián. Nguyên Nguyên cánh gián. Tuyết Huỳnh Đào Đỏ. Màu này các chị chốt cho em là màu xanh, màu chị xanh. Thúy Nguyễn có cánh gián rồi nha chị. Xanh không thôi nha các chị nha. Các chị nhìn thấy cái màu như xanh. Như Quỳnh Lê hai áo cánh gián. Nguyễn Thủy Dung cánh gián. Phạm Kim Lan cánh gián. Trọng Trân cánh gián. Đỗ Thu cánh gián. Xanh cho em giá 150 thì Thúy Nguyễn khách cũ hả? Chị nào lấy thì các chị chốt xanh cho em luôn. Giá cho em 150. Chim Bùi cánh gián. Thu Hương xanh. Xanh còn không hả? Khánh Huynh Đào Đỏ. Ok chị Jenny Nguyễn, em nghe rồi chị ơi. Lê Nguyễn xanh. Lý Đặng Đào Đỏ. Còn ở trong quần đâu? Loan Phạm xanh. Phạm Quyên xanh. Lê Ngút hai áo Đào Đỏ. Phương Đỗ xanh. Trần Nhi xanh. Kim Mai xanh và cánh gián. Thao Nguyễn xanh. Lý Nguyễn xanh.
Nguyễn Kim cánh dáng, Liên Nguyễn xanh, đẹp lắm các chị ơi. Ok chị Lan Phạm, cái này các chị mặc với quần trắng tinh cho em nha. Số 1 Hồng Duyên xanh, Đào Uyên Thảo xanh, Trọng Trần xanh, Liên Nguyễn xanh. Xong cho em giá 150, chị nào lấy thì các chị Liên Hoàng xanh, Tâm Huynh xanh, Phương Nguyễn Đào Đỏ. 150 các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt xong cho em và một tấm vé lên chốt các chị giá 150 luôn. Nhìn là chỉ có mê mà thôi luôn á. Linh Nguyễn Đào Đỏ. Em có đỏ đô nữa. Nguyễn Sáng một xanh một cánh gián. Mai Anh Phạm thêm đào đỏ. Trâm Anh Trần xanh. Xong cho Tú Hai à. Màu này các chị chốt cho em là màu đỏ đô, giá cho em cũng 150 luôn. Lô này em có cho các chị này, em đọc nha. Em đọc để các chị chuẩn bị, các chị thích màu nào thì các chị mua. Em có vàng đồng, em có ra 10 giờ hoặc là gọi là hồng cánh sen nha. Em có cánh dẹp, em có đỏ đô, em có xanh. Lý Đạo xanh, Lài Lê xanh. Hai em màu này nhà em gọi là đúng chuẩn đỏ đô nha, không phải là đỏ đô tươi đâu các chị. Ngày hôm qua em có giải, em có cho các chị so sánh rồi đấy. Đô nhà em là đô chứ không có ra mà kiểu mà đỏ hoặc là ra mà đô đậm đâu nha. Đỏ đô là đỏ đô. Phương Nguyễn xanh. Đỏ đô cho em giá 150, chị nào lấy thì các chị chốt đỏ đô cho em. Giá cho em 150 ngàn một áo thôi các chị ơi. Nguyễn Lộc xanh. Nhận vải không kèm khỏi cần trả tiền cho Thế Tú. Bán đồ cho các chị là em bán cho chị quý quý luôn á. Đỏ đô 150 cho em nha. Chị nào lấy thì các chị chốt đỏ đô cho Nên em. Liên Nguyễn đỏ đô. Màu này đẹp với các chị. Một bảng màu của nó có mấy chục màu luôn ấy, nhưng mà mấy màu kia thấy nó không có đậm đà, không có đẹp, cho nên em lựa chọn cho các chị cái gì mà các chị mặc gọi là dễ nhất luôn đấy, chứ không có lựa mấy cái màu mà gọi là quá khó để cho các chị mặc đâu. Chị nào lấy thì các chị chốt đỏ đô cho Minh em. Tâm Phú đỏ đô. Đỏ đô của em là ra đúng đỏ đô luôn. Vàng đồng Nguyễn của em Kim là đỏ vàng đô đồng luôn nha. Em có vàng đồng và em có 20 giờ nữa. Bùi Teresa đào đỏ. Khánh Diễm hai áo cánh gián. Nguyễn Nhỏ xanh và đỏ đô. Màu nào cũng cực kỳ chuẩn cho các chị luôn. Không đẹp em không lấy tiền lấy chế nhà mình luôn. Đúng 5 màu, màu nào cũng đẹp hết à. Các chị nhìn thấy lô hàng của nhà em chưa? Chuẩn chưa? Trời ơi, uy tín cực kỳ cho các chị luôn đó. Lài Lê đỏ đô. Mấy đỏ đô rồi. Cái gì với cái gì nữa? Một xanh và đỏ, một đỏ đô. Có đỏ. Đỏ đô. Hai áo cánh gián nữa. Màu này các chị chốt cho em là màu vàng đồng và màu hoa 10 giờ nha. Nguyễn Kim vàng đồng. Màu nào cũng đẹp hết á. Các chị nhìn là các chị mê luôn, có đúng 5 màu duy nhất, không có màu thứ 6 luôn. Thu Ba xanh. Giá cho em 150 nha các chị nha. Còn 20 giờ và còn vàng đồng luôn. Chị nào Lan Nguyễn xanh chốt vàng đồng cho em. Hoa tròn đẹp. Bình Yên vàng đồng. Chị nào lấy thì các chị chốt vàng đồng cho em. Giá cho em Thúy Huế đỏ đô và xanh. Đỏ đô em có khúc 3m4 á các chị. Vũ My Lan hoa 10 giờ. Hà Thu Trang cánh gián. Ly Nguyễn hoa 10 giờ. Em còn nữa, em còn đỏ đô tươi của một cái hoa khác. Ngọc Đỗ Bích xanh và vàng đồng. Này mà
các chị mở trong hội mi kim mặc... hoa 10 giờ hương đỗ hoa 10 giờ mỗi chị mặc một màu cho em chị nào lấy thì các chị chốt hoa 10 giờ cho em và bàn rằng cho em nha giá cho em đi lê hai áo vàng đồng giá cho em 150 các chị ơi. Rồi cho chế màu ấy luôn kìa hẳn ơi. Màu thăng trên thăng của Trang Nguyễn Cánh Gián. Công nhận màu này đẹp lắm. Chị ngoài mê. Đây khoe này cũng vậy luôn. Cho em Hòa Bình 150 nha. Chị nào lấy thì các chị chốt Hòa Bình 150 cho em. Lô này em có cho các chị sang Hòa Bình. Đỏ luôn. Liên Bùi Đào Đỏ. Cà rốt 150.000 một áo. Hòa Bình 150 cho em. Nga Hoàng Hoa 10 giờ. Nguyễn Như Hiếu Hoa 10 giờ. Ly Nguyễn Vàng Đồng. Nguyễn Nhỏ Xanh Hòa Bình. Dung Dinh Vàng Đồng và Xanh. Hương Mai thì Xanh Hòa Bình. Giá cho em 150.000 một áo các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt xong cho em. Minh Lan Vũ Vàng Đồng. Xong Hòa Bình cho em nha, chị nào lấy thì các chị chốt xong Hòa Bình cho em. Giá cho em 150.000 một áo thôi các chị ơi. Trần Nhi Xanh Hòa Bình. Màu này trong hội các bà mẹ mua hơi bị nhiều luôn. Dung Dinh Xanh Hòa Bình. Nhiều lắm luôn. Nguyễn Hải Lý Đào Đỏ. Em thấy các chị mua quá trời luôn á. Chị nào lấy thì các chị chốt xong là Phạm Thị Phượng một áo đỏ đô. Trang Nguyễn Xanh Hòa Bình. Lê Nguyễn Xanh Hòa Bình. Phương Minh Đào Đỏ. 150 cho em các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt xong Hòa Bình cho em. Và em có cái lô hoa này này, em có cho các chị là đỏ đô tươi. Cà rốt. Xanh đen luôn. Trang Cao Xanh Hòa Bình. Dung Lê Thị Vàng Đồng. Hoa Hoàng Xanh Hòa Bình. Thúy Nguyễn Xanh Hòa Bình. Em có cho các chị là đỏ đô tươi. Ngọc Đỗ Bích Xanh Hòa Bình. Đà rốt. Đây, đây là màu đỏ đô tươi này. Đây là màu cà rốt hả? Đây, so sánh cho các chị thêm lần nữa nha. Đây, cái gọi là đỏ đô này các chị. Thấy nó khác nhau chưa? Hoàn toàn, nhưng mà màu này không phải màu đỏ nha. Đỏ là khác nữa luôn. Cho em là đỏ đô tươi và cà rốt cho em. Nếu mà đúng màu này gọi là màu hồng dâu mới là đúng. Hồng dâu đậm ấy các chị. Giá cho em là 150.000 một áo. Vải không xù xước đường chỉ, chất vải tơ tằm. Các chị mặc và chỉ có đẹp mà thôi. Mai Trâm Sang Hòa Bình. Hương đỗ đỏ đô tươi. Đỏ đô tươi đẹp lắm. Giá cho em 150 nha. Chị nào lấy thì các chị chốt đỏ đô tươi cho em. Và chị nào lấy thì các chị chốt hồng dâu đậm cho em. Hoặc là cà rốt cho em cũng được. 150.000. Phạm Quyên đỏ đô tươi và cà rốt. Quá đẹp luôn chứ còn. Nguyễn Bạch Mai Xanh Hòa Bình. Trang Nguyễn Cà Rốt. Dung Lê Thi Đỏ Đô. Em có đỏ đô tươi nha chứ không có đỏ tươi chị. Không có đỏ các chị ơi. Có đỏ nha. Và em có 100 đêm là thăng cô ban cho các chị nữa. Ly Nguyễn Xanh Hòa Bình. Đưa vàng vàng. Nguyễn Nhỏ Cà Rốt. Em có xanh Cuban và có xanh đen. Hương Đỗ Cà Rốt. Cà rốt với xanh là bình đúng không? Dạ. Em có xanh Cuban và em có xanh đen nữa các chị. Giá cho em 150.000 một áo nha các chị nha. Chị
nào lấy thì các chị chốt xanh đen và xanh cobalt cho em luôn. Trời ơi, em thấy màu nào cũng đẹp, thế nên em cứ lên đủ màu các chị lựa màu nào các chị lựa. Em nghĩ em hôm nay chị bán mấy hàng này cho các chị là nhiều nhất. Không có em mấy Huyền Phượng đỏ đô tươi và cà rốt. Cái ít lắm. Phạm Quyên xanh cobalt, cái út trần đỏ đô tươi. Là đảo đô tươi hay là đảo đô? Đảo đô tươi gì? Cà rốt. Đảo đô tươi cà rốt. Giá cho em là 150 nha các chị nha. Đó, màu thì nó là bán, nó cứ bán hoài, các chị mặc là các chị mua hoài. Mặc rồi đến chụp hình cho nó cũng đẹp nữa. Mấy cái hàng thiết kế có làm các chị ơi. Thiết kế thì các chị mua qua Thái Bình, các chị mặc cho nó sang, chẳng bao giờ xưa, không bao giờ lỗ mốt, không bao giờ mất giá luôn. Và màu này các chị chốt cho em là màu vàng hoàng hậu nha, giá cho em cũng 120 nghìn một luôn. Vàng trọng trần xanh đen. Màu này là phải bán kinh hoàng nhất luôn. Vàng hoàng hậu cho em giá 150 luôn, thì nào lấy thì các chị chốt vàng hoàng hậu cho em luôn. Đấy rồi, các chị ơi, em bán cho các chị như vậy thôi, chứ có bán cái gì nhiều cho các chị mặc tùm lum tùm la cho các chị may rồi các chị cán. Bạch Yến Nguyễn Thị hai áo đỏ đô tươi, hai áo cà rốt. Trang cao xanh đen. Bích Thủy xanh cobalt. Kim Hoàng Trần xanh cobalt và đỏ đô tươi. Nguyễn Nhỏ vàng hoàng hậu. Hai áo cà rốt với hai áo gì vậy? Hai áo đô tươi. Hương Thu vàng hoàng hậu. Tâm Vũ một đào đỏ, một đào da. Đào lấy thì các chị chốt vàng hoàng hậu cho em nha. Giá cho em là 150 ngàn một áo các chị ơi. Không cần nhiều mà, chỉ cần chất lượng thôi. Chị đào lấy thì các chị chốt vàng hoàng hậu cho em. Rồi, cái màu xám các bạn ơi. Phạm Quyên thêm một áo đỏ đô tươi, cái út trần vàng hoàng hậu, Thảo Vi vàng hoàng hậu, Nem Phạm cà rốt, Uyên Phạm Thị Thanh một xanh. Thuyên Nguyễn một xanh đen và một đào đỏ. Các chị chốt cho em là tơ bằng xám. Một xanh đen và một đào đỏ. Vài áo mẫu mặc các chị comment giúp em đào đỏ nha các chị. Tối ơi. Tối nay chế sẽ mang cái áo một xanh đen để tính tiếp. Tơ bằng xám này em tính các chị giá 130 luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt tơ bằng xám cho em. Không đẹp, không đơn hôm qua bên em chưa chốt tới đâu nha chị ơi. Sáng 1:30 cho em thì nào lấy thì lương quế xanh cobalt. Bán riết cho các chị em không biết em bán cái gì luôn. Không còn cái gì để không lấy về rưng về bán các chị luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt sáng cho em nha. Để cho các chị giá 130 ngàn một áo. Sáng tơ tầm cho em giá 130. Chị nào lấy thì các chị chốt sáng tơ tầm cho em. Chị Hương Đỗ này có vàng hoàng hậu rồi nha chị. Trần Trang cà rốt. Sáng 130. Lý Nguyễn tơ tầm sáng. Nem đằng tơ tầm xám. Tuyết Nhung tơ tầm xám. Và tơ tầm xám có khúc 33 á. Chị nào lấy thì các chị chốt tơ tầm xám cho em 33 nha. Rồi mấy cái hàng nhí này mang lên bán một ít thật thôi.
đơn cho các chị 90.000 một cái. Nào lấy thì các chị chốt cũng tím cho em. Nguyễn nhỏ tơ tầm xám 3m3. Đuổi tím 90 cho em nha. Nào lấy thì các chị chốt đuổi tím 90 cho em. Dễ cho em. Vậy áo mẫu mà các chị vui lòng comment giúp em là đào đỏ nha các chị ơi. Em có đào đỏ, đào da. Nhưng mà em khi mà em gieo cho các chị đó là em gieo mãi như vậy. Kim Uyên tơ tầm xám. Không phải đứng như em đang mặc đâu nha các chị nha. Đứng như em đang mặc và các chị may xong các chị nói thở thì mình đứng. Nhưng bên em không có đứng đâu nha. Các chị ơi vui lòng em ký giúp em là hãy mua. Đến khi rồi nhận rồi lại bảo em ơi, sao mà họ chị nhận nó chẳng có pha lê như em mặc là không có nha. Nguyễn Thảo một áo cà rốt. Cho em đuổi tí giá 90 các chị ơi. Nào lấy thì các chị chốt đuổi tí cho em, giá cho em 90.000 một áo. Như Quỳnh đuổi tím. Quá đẹp luôn, chứ còn gì nữa sợ. Mấy bạn này các chị chơi không chịu mua. Nguyễn Hồng thêm một áo đào đỏ. Đuổi tím giá 90 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt đuổi tím cho em. Giá Nguyễn cho nhỏ em đào đỏ. Một áo nha. Nguyễn Cúc đào đỏ. Đào như em, khi nào em vượt đạt đủ một dân số trong vòng 3 ngày mà em chạy đủ chị 100 Duy Phúc áo, đuối 1.000 áo cho các chị là em sẽ có tặng quà cho các chị. Còn các chị cứ gọi bạn bè mình vô mua cho cả thế giới mặc đào thì các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em. Đuổi tím cho em giá 90 nha. Đào đỏ giá 220 nha chị. Còn chưa thấy vàng đồng thôi. Mẫu này các chị chốt cho em là vàng đồng giá. Kim Dung Nguyễn chắc đào da và đào đỏ. Chắc phải là lụa mango nha các chị ơi. Nào lấy thì các chị chốt vàng. Kim Uyên đuổi tím. Hoặc là lập thể cho em cũng được luôn. Giá cho em 100.000 một áo. Mango em cũng có bóp được các chị ơi. Mango em Lê Cấp đào da. Phúc Lê đào đỏ. Phương Thúy đào đỏ. Đào đỏ đào da giá 220 nha chị. Trầm Bảo đào đỏ. Tân chị đào đỏ. Ly Nguyễn đuổi tím. Cho em vàng đồng giá cho em 100.000. Chắc phải là lụa mango. Chị nào lấy thì các chị chốt vàng đồng cho em. Vàng đồng là chắc phải lụa mango nha. Giá cho em 100.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt vàng đồng cho em. Mấy mẫu này mỗi ngày giờ giỏi lắm. Bán cho các chị được 5 áo. Chứ thật sự là đến Tết thì nó hơi chậm. Nhưng mà qua Tết thì rồi biết cặp. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em vàng đồng nhé, cho em 100 nha. Cho thế cái đèn hoa nó luôn đi còn ở còn mấy cái này. Nó được thế nào thì được, có sao đâu. Nguyễn B vàng đồng. Cho em vé 100.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt V293 cho em. V293 em còn các chị 3 áo nha. Vé cho em 100 nha các chị nha. Vậy áo mẫu mà chị comment giúp em là đào đỏ nha chị ơi. Giá 220.000 một vải áo hả? Cái màu của em mặc á, các chị nếu trong mà cái lô hàng của nó mà các chị không có ra được đúng cái màu đó, các chị in lên cỡ nào cũng không bao giờ ra được cái màu như em mặc luôn. Dám tự Tâm Lê ta. Vàng đồng V224 cho em. Đi Nguyễn V293. Giá cho em 100. Lan Nguyên V224. Ok chị Bùi Teresa. Linh Tùng Võ V224. Minh Tâm Vũ V293. V144. Bi Kim đào đỏ. Chị nào lấy thì các chị Linh Nguyễn V293. Giá cho em 100.000 một áo. Chắc phải là lụa mango nha các chị nha. Áo cũng bằng kết pha lê bao nhiêu hả? Chị nhắm cho Phong bao nhiêu chị em đâu biết đâu chị ơi. V144 chị nào lấy thì các chị chốt V144 cho em. Bé Tư V144. Đặng Thị Như Thảo V144. Chị em may quần áo chưa bao giờ hỏi ghé. Chị nào lấy Trần Lan Anh đào đỏ V144 cho em. Ghé cho em 100.000 một áo các chị ơi. Em cứ nhắm vậy này Phong ơi. Cần cái áo này hoặc là chị Yên ơi. Em cần cái áo này.
múc thật hàm chén cho em rồi ok vậy thôi, chứ còn thật sự luôn là chưa bao giờ hỏi giá. Nguyễn Hương hai áo thêm 144. Nhưng mà em phải tự tin với các chị ở Phương Lam em là giá thành rất là rẻ đâu. Giá gì cũng rẻ, từ đến tô bún tô phở cũng rẻ. Ở đây bên Thành Nguyên V144 ai mua đâu các chị. Còn V144 thì đang lấy chị, các chị chốt V144 cho em. Ở đây là ở quê là không có bán tóc. Dạ đủ nha chị Trúc Mai Huỳnh. Nhung Lê Đào Đỏ Nghĩa Minh V144 và Đuối Nguyễn B V144. V144 cho em giá 100 các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt V144 cho em. Nhưng mà Lan Nguyễn V144. Cái kết pha lê với kết cường ấy, cái giá thành của nó khác nhau lắm các chị ơi. Thật á. Từ kết pha lê với kết cường là nó khác hẳn hoàn toàn. Cái công chỉ có một thôi. Nhưng mà cái phụ liệu á để làm lên cái áo nó sẽ khác nha. V144 cho em giá 100, chị nào lấy thì các bạn đồng đếm cho em đủ 8 áo. Đủ như Trúc Mai Huỳnh vàng đồng 8 áo. 4 áo đấy chị ơi. 5, 6, 7 V144 còn Quỳnh Hoa vàng đồng. Hàng Đoàn Đào Đỏ, Phạm Sen Đào Đỏ. Em may áo dài với lại may đính, trước bây giờ em hỏi thợ may công bao nhiêu hết, tại vì thực tế là tụi em cũng quen biết với nhau rồi một năm em cũng may biết là bao nhiêu rồi. Bây giờ ví dụ em cần cái Phong ơi, hoặc là chị Yên ơi, em cần cái áo đấy gấp luôn á, may cho em trong vòng có một ngày thôi. Đó cũng là một cái mà cái sự quen biết nữa, cho nên là không phải vì em dễ tính đâu các chị, nhưng mà nó có giá rồi, đỡ lòng nào ai bán tóc cho mình đâu đúng không các chị, mà càng quen thì càng không có chuyện đó nữa. Rồi chốt đơn cho em giá 100. V191 cho em giá 100 luôn, chị nào lấy thì các chị chốt V191 cho em. Em thiệt với các chị chứ. Mango thì em tự tìm mai đào đỏ và đào da. Bây giờ em không bán hết thì em để qua năm em bán, chứ còn em không có bán rẻ được các chị ơi. Vì qua Tết nó là mùa làm mùa nóng. Hàng này em nói với các chị là cháy hàng luôn á. V191 chị nào lấy thì các chị chốt V191 cho em, giá cho em 100 ngàn một áo nha. Hàng này em cũng có lấy hàng mà gọi là hàng ký, hàng đồ tô, đồ kiện bán cho các chị đâu. Hàng nào mới nhất, đẹp nhất, màu nào đẹp nhất em phải lưng về em bán các chị thì nó quá là rẻ rồi. V191 cho em giá 100, chị nào lấy thì các chị chốt V191 cho em. Nó may nhăn con đến độ này, cái lưng này có nhiều chỗ còn chưa đính nữa này các chị này. Đó, chưa đính kịp luôn á. Đâu đã đính kịp đâu. V191 chị nào lấy thì các chị chốt. Nguyễn Hương hai áo V191. Lê Nguyễn V191. Oanh Oanh một áo hoa đào đỏ. Chị nào lấy thì các chị chốt V191 cho em. Giá cho em 100 ngàn một áo 2 mét khổ 1m6 nha các chị ơi. Giá cho em 100 nha. Chị nào lấy thì các chị chốt V191 cho em. Rồi ta chế cái này luôn đi. Cái đen đây này. Đây là cái hoa, ừ, nó đẹp lắm. Đây này, mẫu này cũng vậy này. Trời ơi, các chị ơi, nhìn nó như vậy thôi chứ ở ngoài xinh lắm luôn đấy. Giá cho em 100 ngàn một áo luôn nha. Cái này, bán cho các chị về, các chị muốn may gì các chị may. V088, chị nào lấy thì các chị chốt V088 cho em. Giá cho em 100 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt V088 cho em. Lê Nguyễn V088. Thu Lan Ngô V191. Chị mua lá này không? HN Minh V191. Ok chị Phạm Sen. V088 chị nào lấy thì các chị chốt V088 cho em. Lê Nguyễn V088, Thi Đan Lê V088, Nguyễn B V088, Maria Vân V088, Nguyễn Hằng ba áo hoa đào da, Lê Thảo hoa đào da. Nên
nè. Tập ít cho mình kìa. Nhớ hôm nào cả cô đi mua gần sáu héo không? Đây đây mua tiếp. V088 chị nào lấy thì các chị chốt V088 cho em, giá cho em 100.000 một áo các chị ơi. Chắc xin lỗi các chị, cái này là chất đuối rồi Nhung ơi, sửa lại các chị 90.000 một áo đi. Sửa lại đi. Đây là chất đuối nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt V088 cho em, giá cho em 100.000. À xin lỗi, 90.000 một áo các chị ơi. 90 nha các chị nha. Và mẫu này này thiệt tình với các Nguyễn chị. Nguyễn cơ V088. Em rất là tiếc với các chị luôn đó, là tại sao các chị không phát hiện ra nó đẹp. Ở ngoài các chị nhìn không đẹp, em không lấy tiền luôn. Và chất này là cái chất vải á, các chị mặc. Mai mốt các chị mặc rồi các chị phải mua đúng cái chất này nó mới đẹp nha. Mà tính giá đợt này được có 120.000 một áo thôi. Chứ đúng ra với cái giá hàng này mà hàng lúc mà đang là cao điểm á, giá 180.000 mà. Phạm Hải V191 nhí đen trắng cho em. Nhí đen trắng cho em, giá 120 nha. Chị nào lấy thì các chị chốt nhí đen trắng cho em. Thật tình với các chị luôn là rất là tiếc luôn, là mùa này nó bán cái này nó cực kỳ chậm luôn đấy. Chứ nếu mà không chậm là không có giá này đâu. Nhí đen trắng cho em, giá 120. Chị nào lấy thì các chị chốt nhí đen trắng cho em. Về may cho em này, ví dụ chị nào mà rất là dạng may nhí, các chị mặc cho em cổ tròn xét tay dài, các chị mặc cho em một cái quần trắng hoặc một cái quần đen cho là đủ đẹp. Liên không Nguyễn V0882 hai áo đầm, áo dài, áo kiểu, đồ bộ, không có phải đồ may ngô nha. Dồn Thu Nguyễn nhí đen trắng, nhí đen Lê Hằng nhí đen trắng, Maria Vân nhí đen trắng. Mùa này nó chậm rì luôn ấy, với bán giá 120.000 chứ. Nếu mà mùa đắt hàng và mùa nóng là em không bao giờ bán giá. Kim Chi Hoàng V088 và V091. Áo này nữa đúng không ạ? Nhí đen trắng 120 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt nhí đen trắng cho em nha. Giá cho em đúng 120.000 một áo cho các chị thôi. Cẩm Tuyên nhí đen trắng. Nhật ở ngoài là hết hồn liền luôn á. Không có phải như hàng bình thường em vẫn bán cho các chị đâu. Ngọc Thạch Linh nhí đen trắng. Chị nào lấy thì các chị chốt nhí đen trắng cho em, giá 120 các chị ơi. Giá 120.000 một áo nha các chị nha. Mắt nó ngứa, không biết làm sao mà ba ngày nay nó ngứa kinh hoàng luôn ấy. Hoàng Hoài nhí đen trắng. Hoàng Tố Quyên nhí đen trắng. Chị nào lấy Kim Nhung hoa đào da nhí đen trắng cho em, giá cho em 120. Bình Nguyễn Thanh nhí đen trắng. Anh chị cứ nhận thử, chất lượng hàng của nhà em là chất lượng khi các chị nhận được hàng chứ. Hương Nguyễn nhí đen trắng. Cái này mà khua môi múa mép với các chị được đâu, có đâu các chị, cho nên vì Đình Quỳnh nhí đen trắng. Khách hàng của nhà em cực kỳ ổn định luôn á, không bao giờ biến động bao giờ hết, mà chỉ có là biến động càng ngày càng nhiều thôi. Liên Nguyễn nhí đen trắng. Chị nào lấy thì các chị chốt nhí đen trắng cho em, giá cho em 120.000 một áo thôi các chị ơi. Giá cho em 120 thôi nha. Đưa cho Tú cái lô này hình chưa được, chứ không có một cái loa gì nữa mới. Ở đây nè. Không, nhiều cái lắm á. Đưa cho Tú cái caro sáng kia đi. Caro sáng này là các chị chốt cho em là giá 100.000 luôn. Chắc phải là bộ mango luôn nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt caro sáng cho em luôn. Hoàng Hiền nhí đen trắng. Cho em là caro sáng, giá cho em 100.000. Chắc phải bộ mango nha các chị nha. Đi từ gần ngoài xe vào các chị thấy rồi đấy, chứ không phải là không đâu. Hôm nay là đêm mua nữa chứ không phải. Chị nào lấy thì các chị chốt caro xám cho em, giá cho em 100.000. Để cho chị Hạnh lấy hàng cho Bích Liên nhí đen trắng. Dương Dương đào đỏ. Lấy hàng cho chị Hạnh ạ. Ở khắp phải đi tận Tu Long Khánh lên Tú nhà Tú mua hàng với chị của cặp đồng phục nữa. Trời ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt caro xám cho em, giá cho em 100.000. Dường lên caro.
Caro cho em 100, các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt caro xám cho em, dán cho em 100.000 một áo. Ananyum caro. Cái này may đồ bộ. May đồ bộ, may sơ mi, may đầm. May đầm mà đầm. Nên Tùng võ caro, Kim Anh caro. Anh thương thương oanh caro. Mà anh cho các chị nhìn kỹ nha. Đó, caro xám thì em nó như vậy nè. Dễ thương chưa? Thanh Bình Đào Gia. Chị nào lấy thì các chị chốt caro cho em, giá cho em caro xám cho em giá 100 nha các chị nha. Tình Quỳnh caro. Nguyễn Cơ caro. Caro Hoa Vương caro. 100.000 áo cho em các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt caro xám cho em. Giá cho em 100. Chị Tiền Mai có đào rồi nha chị ơi. Tân Trịnh caro, Như Quỳnh caro. Caro cho em giá 100, chị nào lấy thì các chị chốt caro cho em. Đưa cho chị cái máy luôn. Đó, cho chị cái áo luôn. Mẫu này các chị chốt cho em lập thể nha. Giá cho em cũng 100.000 luôn các chị ơi. Liên Lê một áo đào đỏ. Lập thể cho em giá 100 luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt lập thể cho em luôn. Giá cho em 100.000 một áo. Lập thể xăm giá 100. Chuẩn, không cần phải chỉnh luôn á. Mấy cái hàng ở trong mấy cái phòng mình thấy tụi mày để ở đó là cái đó hàng lẻ hả không? Chị nào lấy thì các chị chốt lọc thể cho em nha, lọc thể xăm cho em bóc qua đây cho chị một ít nè. Chị gọi số hotline giùm em nha chị Phương Uyên ơi. Lọc thể xăm cho em một trăm. Mấy cái này là không hai mấy mấy á. Này các chị nè, không hai mấy tám. Không hai mấy tám. 2m9 này. Khúc 2m rưỡi này. Ok chị Nguyễn Hằng. Nói chung là nó từ 2m mấy. Không có khúc nào 2m hết. Phương đối lập thể xanh. Giá vẫn 100.000 cho em. Những khúc này không có khúc nào 2m hết. Từ 2m3, 2m rưỡi, 2m6, 2m7, 2m8, 2m9. Hà Đăng caro. Tính hết 100.000 cho em. Đào đỏ giá 220, đào da giá 220 luôn nha chị ơi. Chị nào mua được áo này là coi như lợi được hẳn một áo kiểu luôn á. Có một áo thôi nha. Không có khúc nào 2m hết. Hoàn toàn từ 2m2, 2m5, 2m6, 2m7, 2m8, có khúc 2m9 luôn. Tính đồng giá các chị 100.000 hết luôn nha. Ai lấy được thì lấy. Nhưng khúc này là 2m8. Catherine V267 có 100.000 thôi các tình yêu ơi. Em mà cắt ra khúc kia bán các chị bèo lắm cũng được 20.000. 10 khúc em cũng có 200.000. Nhưng mà thôi chỉ có thời gian thôi các chị ơi. Anh Minh V043 Dương Vũ đào đỏ. Có thời gian nên em bán luôn cho các chị như thế luôn. Đào hả chứ Phạm Thị Lệ Thủy V260. Lê Nguyễn V194. Maria Vân V048. Tuyết Thị Vũ V281. Anh Binh V075. Mẫu đẹp.
Nhi Ngoan Trần V 168. Dung Phạm V240, Hoa Hoàng V248. Không có khúc nào 2m, khúc toàn là 2m rưỡi, 2m6, 2m7, 2m8, tính tổng giá hết 100 nghìn. Ai nhanh tay, còn chậm tay thì hết. Thanh Huyền Đỗ V066. Coi như mua một áo tặng một khúc á, mất công, hết thời gian soạn ra soạn vào cho các chị lỡ xếp rồi. Anh Minh V199. Ninh Tùng Võ V007. Phạm Trang V068. Nguyễn Hằng V030. Hải Nguyễn V160. Dung Phạm V079. Anh Mây V050. Cao Trâm V136. Biên Biên Nguyễn V053. Tình Quỳnh V027. Dung Phạm V239. Cái mẫu này mà thời điểm nào thì không hề nhìn thấy về mẫu bao nhiêu. Biên Biên Nguyễn V095. Tùng Võ V037. Nguyễn Bạch Mai V139. Nguyễn V060. Hải Nguyễn V254. Anh Minh V288. Mỹ Trần V163. Không có màu gì hết các chị ơi, màu vải áo em mặc thì có hai màu thôi. Tuyết Thị Vũ V089. Hanena Đỗ V255. Tiên Vũ V171. Tiên Vũ V138. Tina Lê V287. Hoài Sơn V070. Kim Hoa V263. Dung Phạm V103.
Phương Dung V178, Dường Đinh V147, Hải Nguyễn V298, Hương Đỗ V271, Như Phạm V151. Vé cho em 100.000. Từ 2m3, 2m5, 2m6, 2m7, 2m8, có cũng 2m9 luôn. Tính tổng vé. Nguyễn Kim Ly V082. Thành Lý V227. Võ Dung V300, Như Phạm V184, Anh Minh V157, Hải Nguyễn V018. Lần đầu tiên được chứng kiến mềm mại tim vải, phải không cô? Tuyết Thị Vũ V200, đây nhìn cảm hậu trường, hậu trường nó tưng bừng rồi đấy cô ạ. Vợ Maria Vân V181, cho chị chụp hình cái áo tú bạn. Liên Phạm V142. Xíu nha tình yêu ơi. Caro mã máy cộng 151. Lô Vũ V154. Lên Tùng Võ V135. Cô vô tình cô lùi chết, cô ngã vào mày đấy rồi cô cháu phải làm trò đề luôn á. Chiên Trần V115. Đây chị ơi. Các chị ơi, cái này nào nếu mà các chị làm Võ Dung V097 nữa, tại vì thực tế là không có thời gian. Các chị nên nói thợ viền luôn cả cái cổ và hai cái cửa tay lên cho nó hoàn hảo, cho nó đẹp luôn nha các chị, nó đẹp luôn. Hồ Chi V084, bỏ cái V248 lại đi. Tiên Vũ V243. Anh Minh V071. Cái này là không đương tay luôn đấy, vừa nhà cũng không đương tay luôn đấy. Đến shop mua mà bán 180.000 một áo, mà bây giờ phải giờ la thì bán 150.000 áo rồi. Thơ Nguyễn Ngọc V297, người nhà luôn á, không đương tay luôn á, vẫn tính 150.000. Lô Vũ V172, Trang Nguyễn V006, hai mẫu luôn. Người nhà cũng không đương tay luôn á, đi 100 mấy chục nghìn số lên nhà tủ mua mà người nhà luôn đó. Người thân luôn á, chứ không phải người nhà luôn á, họ hàng ruột luôn á. Vẫn tính giá không tải xin em. À có mà đặt áo bữa cái này gì? Sai. Nó
chị nào lấy đào đỏ áo mẫu mặc comment lại giúp em đào đỏ nha các chị ơi. Em bảo mà này em nguyên mắc quá thì nó cũng không có một chiếc ra từng sản hết, nhưng mà bây giờ chị muốn không kẹp cho em là em có một gọi là một đô thuyền là đằng sau em là thuyền trưởng thì em phải cứng nhắc, lúc nào em mềm là em sẽ mềm, còn lúc nào em cứng là em vẫn cứ phải cứng như thế, chứ không thể nào mà cứ lúc nào cũng mềm cứ cứng là không được. Cho nên là đây là đây đang ở đằng sau người nhà luôn á, họ hàng luôn á các chị, lên đây luôn á, 180 km mà vẫn tính 180 ngàn giờ nhờ like để mua trên livestream có thể không có đường tay đâu các chị ơi, thật sự luôn á, tại vì em còn cả các bạn để mà nói để cho các bạn nghe nữa, cho nên là các chị cũng thông cảm cho em mà có những nguyên tắc nó là bất di bất dịch rồi. Chị lấy hai áo này đúng không, chị thích mẫu này không, chị lấy nha để em hướng cho cái này đấy. Hiện bây giờ đang bán cho các chị trên livestream là 150 ngàn, nhưng mà lừa ở đằng sau là cứ 180 mà là đồng phục nha, chứ không mua một áo đâu. Cái nguyên tắc của em nó cũng có một cái lợi nhưng mà nó sẽ là còn một cái hại, nên nhiều chị không biết thì sẽ bảo là cũng không có tình cảm, nhưng mà em lựa chọn như thế rồi cho nên là nó không có thay đổi được nữa. Rồi tiếp nha, hàng một hai mấy mấy vẫn còn đấy, để mai cho các chị. Cái này là hôm nay em mới mặc xong tức thì mà màu hồng cánh sen mà hết rồi, bây giờ chỉ còn lựa được đúng hai màu này thôi. Này Hạt ơi, là mất thời gian của mấy trăm chị ở đây. Lấy cho cô đi. Tính các chị giá 100 hết nha. Đấy em hướng cả hai màu cho chị xem rồi đấy, có gì chị cứ báo các bạn lấy đơn cho nha chị ơi, em chỉ trẻ biết là tên gì như vậy thì bỏ bill ra đưa cho Hạnh. 78 cô lận cho nên không biết cô tên gì luôn, thì đưa bill đó cho Hạnh. Mấy mẫu này là tính các chị giá 100 hết, là nó có 25, 26, 27, 28. Hải Nguyễn V087. Quá luôn mà hết này. Mà cái này đến gần như 25, 26 mà. Lệ Thắm vàng 2 áo. Đàn là cái hồi nãy của chị. Đủ không? Đủ không phải chốt vậy? Lấy 20 mấy áo đấy. Đỏ 20 mấy áo. À còn vàng hả? Vàng có 12 áo à. Ôi trời ơi, bán thử quán thì hơi bị nhiều rồi đấy nhá nhô. Đàn chị kia nói có 12 áo thôi. Thì đây nè. Để đưa đi. Thì ngồi đấy đi tí nữa rồi mới đi kia. Đấy, thẳng đang có không thấy? Chứ không. Thôi chụp chung chốt cái này cho các chị đi 100 rồi. Nguyễn Phương Nhung V041. Gạo trắng Cần Thơ V010. Ly Nguyễn V186. Cái xanh mã mới vậy vào trong. V290 V0. Chim Bùi V099. Nguyễn Phương Dung V063. Anh Phùng V216. Thảo Vi V235. Chim Bùi V213. Vân V162.
Vũ V197, Hành Nguyễn V051, Finale V170, Gia Đình Hạnh Phúc V232, Chim Bùi V220, Gạo Trắng Cần Thơ V291, Finale V020, chị Eva Huỳnh, em đang bán hàng lẻ có một áo chị Eva Huỳnh ơi, có mẫu nào em chốt cho chị màu đó nha chị. Khúc này nó là từ 2m3, 2m5, 2m6, 2m7, 2m8, 2m9 chị đó chị, cũng đồng giá hết trăm này. Võ Dung V004, có đứa nào ra cùng thế nào? Nên Tùng Võ V292, Lô Vũ V188, Eva Huỳnh có 183 rồi mà. 183 chốt cho Eva Huỳnh nữa. Dường Thu Nguyễn V201, Rio Huỳnh V234, Thảo Kim V054, Trần Hiền V055, Ngọc Áo Dài V140, Ngọc Áo Dài V146, Hà Cherry V268, Nguyễn Bạch Mai V032, Liên Tục Võ V090. Không phải nhiều dữ vậy ha. Thảo Vi V273, Anh Phụng V014, Phương Đỗ V262, Nguyễn Kim Ly V173, Phạm Yến V077, Minh Chỉnh V265,
Nguyễn V 286. Linh Tùng Võ V 231. Thành Lý V 289. Kim Thi Trần V 061. Thành Jerry V 100. Đồ Vũ V 278. Maria Vân V 205. Đi Nguyễn V 052. Linh Tùng Võ V 269. Vân Vi Thanh V 198. Hàng Cherry V 033. Em chậm tay rồi em ơi. Vân Vi Thanh V 141. Nguyễn Phương Nhung V 295. Sao có cơ hội mua được ngày này ca? Mình nghe nghĩ thì mua được. Bán từ ngoài thôi. Hà Nguyễn V 203. Phạm Yến V 233. Nó lại vào thịt phú phút này chẳng. Anh Minh V 149. Nguyễn Phương Nhung V 023. Thảo Vi V 161. Tina Lê V 148. Kim Hoa V 296.
218. Thi Hà Nguyễn V 143. Minh Trịnh V 155. Võ Thị Thu Liễu V 134. Nguyễn Bạch Mai V 211. Minh Trịnh V 081. Ngọc Áo Dài V 114. Kim Kim V 126. Thì comment giúp em Đào Đỏ nha các chị ơi. Em Kim Kim V245, Thúy Như V245, Hảo Duyên V245, Phương Loan Hai Áo V245, Nguyễn Minh V245, Trần Thu Sương V245, Gia Tương V245, Hồ Chi V245, Thảo Kim V245, Duồn Thu Nguyễn V245, Thi Hà Nguyễn V245, Thủy Trần V245, Nguyễn Bích Liên một áo đào da, Hoa Cao V245, Thảo Phạm V245. Đẹp không lấy tiền luôn đó các chị ơi. Mặc quần gì cũng đẹp hết á, quần vàng đồng cũng được, quần đỏ đô cũng được, quần xanh cũng được, quần đen cũng được, quần trắng cũng được, quần màu kem 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 như vậy cũng được. V245 Liên Liên V245. Vũ Thị Hương một áo đào đỏ. Phương Loan thêm một áo V245. Vũ Thị Hương V245, Thi La Lê V245. Thúy Nguyễn V245, Thúy Như thêm áo V245. Đào đỏ và đào đào da đều giá là 220.000 thôi chị ơi. Mẫu này các chị mặc quần đen cho em mà không. Lời 6 V245. Giá thu hồng đào đỏ 3 áo. Giá có 100.000 thôi nha các chị nha. Chị Đào lấy thì các chị chốt cho em V193. Mẫu này các chị mặc cho em thêm quần đen sang lắm luôn á. V193 cho em giá. Xin Nguyễn V245, Huyền Bùi V245. Em có màu da và em có màu đỏ em mặc thôi các chị. Đặng Như Đặng Thị Như Thảo V2 V193. Như Quỳnh Lê V193, Trần Thu Sương V193, Phương Loan V193, Kim Chi Nguyễn V193, Bích Thủy Nguyễn V193, Thúy Nguyễn V193, Thina Lê V193,
Mai Loan V193. Yến cỏ hồng đào đỏ. Bảo là mấy? Bao nhiêu da V193? Chỗ đó là chị đưa em bảy đó. Hả? Chín áo chị, không hai áo nữa. Kim Thi Trần V193. Gạo trắng Cần Thơ V193. Như Quỳnh Lê 2 áo V193. Hồng Anh V193. Ninh Tục Võ V193. Bích Thủy Nguyễn có rồi bỏ. Mai Loan V193. Thuy Nguyễn V193. Đào Hồng V193. Ngọc Loan Nguyễn V193. Oanh Vân V193. Không đẹp không lấy tiền luôn. Giá cho em cái mẫu này cái Ngọc Loan Nguyễn một áo quần, đào da đen nữa, đẹp lắm. Trần Hiền đào da một set. Kim Hồng một áo đào đỏ. Em đào em mặc là giá 220 ngàn một áo nha. Em có màu da và em có màu đỏ em mặc. Cái màu đỏ em mặc ở ngoài em cho các chị không đỏ tươi, không đỏ đô. Cái màu rất là vừa và nó ánh. Cái màu nói chung là các chị cứ nhận ở ngoài em bảo đẹp. Không có ai chê của em. Hiền Bùi V193. Kim Kim một áo đào đỏ. Thảo Kim một áo đào đỏ. V193 là giá 100, còn đào em mặc là giá 220 ngàn một áo. Chất vải là siêu diamond nha các chị ơi. Quần em mặc thì bên em phối cho các chị hai màu. Một là màu xanh rêu, hai là màu da em mặc. Còn các chị muốn phối như thế nào thì kinh doanh rất đơn. Các chị nói các bạn nha. Ok chị Hanena đổ V080 cho em giá 100 nha. Chị nào lấy thì các chị chốt V080 cho em. V080 cho em giá 100. Chị nào lấy thì các chị chốt V080 cho em. Linh Tùng Võ V080. Kim Kim V080. Màu đỏ đô rất là đẹp luôn. Vũ Nguyễn một áo đào đỏ. Vũ Hảo một áo đào đỏ. Tuyền Nguyễn Mộng một áo đào đỏ một set. Thúy Nguyễn V080. Luyên Hoàng V080. Trang Nguyễn V080. Thảo Kim V080. NM Ninh V080. Thina Nê V080. Kim Thi Trần V080. Nguyễn Minh V080. Hồ Út V193. Đấy là giá 220. V080 cho em nha. Đây các chị lấy cái màu này. Nguyễn Thị Vân V080. Nhà em vẫn thường bán các chị. Nguyễn Hồng V080. Giá cho em 100 ngàn thôi. Của nó ở ngoài là màu xanh đen lắm các chị ơi. V212 chị nào lấy thì các chị chốt V212 cho em. Các chị ơi mỗi ngày các chị phối thêm cho em cái quần màu vàng đồng nha. V212 cho em giá 100. Nào lấy các chú V212 cho em. Yeah. Anh chú gì? Làm ông đại diện cho Thư đấy. Ồ vậy hả? Trời ơi dễ thương lắm. Mà hôm nay thấp tiếc luôn là lên ngay cái giờ mình bán hàng rồi không tiếc được. V212 chị nào lấy thì các chị chốt V212 cho em. Trang Nguyễn V212. Như Quỳnh Lê V212. Nguyễn Dung V212. Làm ở nhà thờ Chánh Tòa á. Cái hôm bố thu mất là cảm ơn đó. Ở nhà thờ đó. Vậy hả? Oanh Vân V212. Thủ tá cho Đức Trà nhà thờ Chánh Tòa không? Chị nào lấy thì các chị chốt V212 cho em nha các chị nha. Dễ cho em. Ủa sao cái này đẹp vậy các chị chế hả? Lâu lắm rồi không mặc áo lụa mango lại đấy. Buồn đấy nha.
Tùng Hoàng V080. Tiếc chị. Rồi Thu Nguyễn một áo đào đỏ. Kim Yến Huỳnh V212. Nhưng mà tưởng là ấy nè, cái màu vàng là giá 180, in giá 150 về Bà Nội. Màu vàng 180, xanh là 150. Quên không có gì. Đâu? Mua cái nào với cái này không? Cũng mua cái vàng như vậy. Nhưng mà lúc đầu là 180. Cái màu vàng là 180. Độ hoa. Ở đây ghi vàng 150. Cái xanh là 150, cái vàng là 180. Mà em bấm luôn lúc không chỉ giá. Vậy thì sửa giá lại thôi. Đây nữa luôn nè. V256 chị nào lấy thì các chị chốt V256 cho em. Mấy mẫu này ấy, em khuyên các chị là các chị nên may cổ thuyền. Mặc là đẹp nhất luôn. Đấy 15 cái nha. V256 cho em giá 100 các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt V256 cho em. Giá cho em 100 nha, chị nào lấy thì các chị chốt V256 cho em. Ừ, nhưng mà là 4 con kia nó đâu có chị lấy đâu. Sủa, dưa hay là thiếu chính là đúng rồi, 4 con kia nó không có chị lấy. Nhuận Thu Nguyễn V256. Chị nào lấy thì các chị chốt V256 cho em. Các chị ơi, giá cho em 100 ngàn một áo cho các chị nhé. Áo mẫu mặc các chị vui lòng comment giúp em đào đỏ nha các chị ơi. Rồi em đưa cái màu veo kia cho chị kìa. Đây. Đâu người ta vừa nhìn thấy đâu người ta. Sao năm vậy? Đi. Đứa nào nó đẹp quá nó xin sớm. Kia kìa, đây đây đây. Ừ, đúng rồi. Cái này mà đẹp lắm. Giá cho em 100 nha các chị nha, các chị mà nhận khúc phẳng này ngoài em nói bảo đảm luôn, cái trời ơi rồi và khúc phẳng này chỉ có bê thôi, mượt ruột luôn đấy. Chốt đơn cho em 100 ngàn, chị nào lấy thì các chị chốt V280 cho em một mã này nữa em nghỉ này các chị ơi. Nguyễn Hồng Liên một áo đào đỏ V280 còn bèo. V280 cho em giá 100, chị nào lấy thì các Đàng Thị Như Thảo V280. Cho các chị nhìn nào, mê chưa? Giờ đây cho các chị xem nguyên khúc khoảng nha. Xuất sắc. V280 cho em các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt V280 cho em, giá cho em 100. Còn nữa không? Không em nghỉ nha các chị ơi. Cuối bỏ đi nha. Huyền Bùi V280. Huỳnh Thị Từ Bi V280. Hẹn gặp lại các chị vào live stream tối nay nha. Toàn siêu phẩm tối nay mặc một bộ đồ ta nói là chắc chắn chắc phẩm nha. Cái mặt hơi nhẹ. Súp lơ V280. Nguyễn Nguyên V280. Kim Yến Huỳnh áo đào đỏ.